Trường 3840, uy hiếp lại tăng thêm. Trong lòng Lăng Hàn khó chịu, liền chỉ cười một cái, không trả lời. Thiên hạ này là của Trần Gia, bất kể mấy huynh đệ cô vương tranh thế nào, cũng sẽ không thay đổi. Thất hoàng tử vỗ nhẹ vào vai của Lăng Hàn, cho nên, người nhất định phải thể hiện ra vị trí của chính mình, điều chỉnh tâm tính. Đây ý là, bất kể người xuất sắc tới mức nào, vậy cũng chỉ là thần dân của huyền Bắc Quốc, là một con chó của Trần Gia. Vốn lấy bản tính kiêu hùng của thất hoàng tử, hắn không nên nói ra những lời như vậy. Nói như vậy nhất định sẽ tổn thương Lăng Hàn, do đó ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người. Nhưng đại khái là vì quá mê bích tiêu công chúa, hắn lại không chú ý. Nghị lực của yêu nữ thật là lớn, tự giải quyết cho tốt, thất hoàng tử không cho Lăng Hàn cơ hội biện bạch, xoay người lại rời đi. Dựa vào, trong ánh mắt của Lăng Hàn thoáng hiện ra lửa giận, hắn chưa bao giờ tiếp nhận uy hiếp. Hơn nữa này thất hoàng tử tuy rằng nhìn trẻ tuổi, nhưng dù thế nào cũng đã tới 90 tuổi đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao phổ thân chúng ta xông lên hại chết hắn đại hoa sát khí lẫm liệt đúng hại chết hắn tứ hoa ngũ hoa đồng thời gật đầu lang hàn không khỏi cười chuyện này ta sẽ xử lý đám tiểu hài tử các ngươi nhanh đi chơi đi phổ thân chúng ta không phải là tiểu hài tử đại hoa ra sức cãi lý ướn cái ngực nhỏ lang hàn bị chọc cười xoa xoa đầu của đại hoa nhưng phiền phức còn chưa kết thúc cũng không lâu lắm người hầu của cử hoàng tử tới đưa tới một lá thư nội dung bức thư đại thể chính là bảo lăng hàn thức thời một chút cách xa bích tiêu công chúa một chút không nên gây phiền toái cho mình từ ngũ dùng đặc biệt cương quyết hoàn toàn là dạng mệnh lệnh tràn ngập uy hiếp lại qua một hồi lăng hàn nhận được thư của ngũ hoàng tử nội dung không khác biệt lắm từ ngũ dùng cũng rất cứng rắn còn có tứ hoàng tử lục hoàng tử thập hoàng tử tam hoàng tử thư trên bàn của lăng hàn đã chất thành một đống cao Phàm là hoàng tử có chút thực lực, có chút thế lực đều đưa ra cảnh cáo về phía Lăng Hàn. Chỉ có điều, Lăng Hàn liếc mắt thoáng nhìn, bây giờ không phải là có mấy hoàng tử phát ra uy hiếp về phía hắn, mà còn có mấy hoàng tử không phát ra uy hiếp về phía hắn. Trần gia, trên đời này là gia tộc kinh khủng nhất. Trần Phong Viêm đã bước lên tiên đồ, ở trên trình độ sinh mạng bao quát chúng sinh. Chỉ có thể giải quyết từ nguồn cội, Lăng Hàn thì thào, một đêm trôi qua, Lăng Hàn sáng sớm tu luyện, chỉ coi như không có gì phát sinh cả sau đó hắn nghiên cứu trận pháp một chút mở lò luyện đan dược cực cốt cảnh đương nhiên là có phương pháp của cực cốt cảnh áp dụng để luyện đan tuy rằng số lượng ít hơn rất nhanh lại đến buổi tối kết quả bích tiêu công chúa lại hăng hái đi tới nàng không có khả năng lặng lẽ đến lấy thực lực cường giả tầm bí cảnh của nàng nếu không muốn cho người khác biết tuyệt đối có thể khiến cho thần không biết quỷ không hay nhưng nàng lại sử dụng một chiếc xe ngựa sang trọng không phải là nói toạc ra sao Công chúa yêu tộc này giống như tiến vào trong nhà mình, quen việc dễ làm đi tới phòng khách, lấy phong thái yêu nhã ngồi xuống, cũng không cần lăng hàn dâng trà, tự bị chuẩn bị nước trà và điểm tâm, dường như sợ lăng hàn tính kế hại nàng vậy. Điều này quả thật cũng cần phải cẩn thận một chút, bởi vì lăng hàn lại là đan sư tứ tinh, làm ra chút độc dược cũng không có gì ngạc nhiên. Ánh mắt bích tiêu công chúa đảo qua sáu đứa trẻ hồ lô, trong mắt có một tia hiếu kỳ. Nàng tự mình biết sự lợi hại của mấy hài tử này đây cũng là điểm khiến cho nàng chấn động kinh ngạc nhỏ như vậy lại mạnh như vậy sau này sẽ còn thế nào lang hàn nghe nói không ít hoàng tử đều tới tìm ngươi nàng thu hồi ánh mắt thản nhiên nói thư quả thật thu rất nhiều lang hàn chỉ vào một đống thư trên bàn này bích tiêu công chúa thản nhiên cười nàng rất có tự tin đối với mị lực của mình xem ra tình cảnh của ngươi đặc biệt không ổn tất cả đều là nhờ nàng ban tặng lang hàn nói không giận không vội bích tiêu công chúa kinh ngạc Tâm tính của Lăng Hàn này thật đúng là vững vàng. Đây là nền tảng nhất để trở thành một cường giả, nhưng cũng là tố chất đặc biệt khó có. Trong lòng nàng càng coi trọng Lăng Hàn, trên mặt nàng lại ung dung thản nhiên. Lăng Hàn, người bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, người bị những hoàng tử kia hại chết. Ta biết người có tuyệt đối công bằng, nhưng tin tưởng thời gian sử dụng không có khả năng vượt quá nửa giờ. Hơn nữa bổ thời gian sung năng lượng rất dài. Người ngăn cản một cao thủ, lại ngăn cản được người thứ hai, người thứ ba sao thứ hai, ngươi quy thuận bản công chúa chỉ cần ngươi quy thuận bản công chúa gia nhập yêu tộc bản công chúa tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi lăng hàn cười nói quả thật công chúa điện hạ chính là cường giả tầm bí cảnh đủ để bảo vệ ta an toàn vậy ngươi đồng ý bích tiêu công chúa thoáng lộ ra một vẻ chờ mong bởi vì chỉ cần một khi lăng hàn quy thuận có nghĩa là còn có thể tặng kèm lên một môn yêu hầu quyền nàng từng tận mắt nhìn thấy uy lực của yêu hầu quyền thậm chí có thể dẫn động ra yêu thánh viễn cổ khiến cho nàng tràn ngập mơ ước lăng hàn cười ha ha một tiếng nói ta thật ra có lựa chọn thứ ba cái gì bích tiêu công chúa sửng sốt không nên lựa chọn thứ ba chứ lăng hàn ung dung nói lựa chọn thứ ba đó là ta thu nàng nếu như nàng là người của ta vậy dĩ nhiên sẽ bảo vệ an toàn của ta ừ một cường giả tầm bí cảnh làm hộ vệ ta vẫn tương đối yên tâm ngươi đang làm mộng tưởng hão huyền gì vậy bích tiêu công chúa thiếu chút nữa đánh tới một tát Ngươi cũng thật giỏi tưởng tượng, lại còn muốn thu mình, ngươi thế nào không lên trời đi, ngươi thật đúng là biết suy nghĩ. Nàng cắn răng nói, lăng hàn cười, thực sự là suy nghĩ nhiều sao. Hắn quay lại nhìn bích tiêu công chúa từ trên xuống dưới một hồi, không kiêng nể gì cả, nói. dáng người cũng không tệ lắm, miễn cưỡng làm một nha hoàn thông phòng cho ta, làm càn, bích tiêu công chúa bất chợt đứng phát dậy, liền muốn ra tay. Lăng hàn lắc lắc ngón tay, ta nói này công chúa điện hạ, Vừa rồi nàng cũng tự mình nói, ta có tuyệt đối công bằng. Một cường giả tới, ta có thể dễ dàng giải quyết. Cho nên, nếu như ta bắt công chúa, gạo nấu thành cơm, vậy công chúa điện hạ lại sẽ lựa chọn thế nào? Chương 3841, uy hiếp ngược lại. Gương mặt Bích Tiêu công chúa không khỏi biến sắc, tuy rằng nàng cũng là thế hệ thiên tài, nhưng Lăng Hàn chắc hẳn càng yêu nghiệt hơn. Trong cùng cảnh giới đánh một trận, cho dù nàng có ưu thế về cảnh giới nhỏ, chắc hẳn cũng sẽ bị Lăng Hàn trấn áp vũ văn hống đã chứng minh điểm này nàng trăm tính vạn tính lại trăm triệu lần không ngờ rằng lăng hàn sẽ bí quá hóa liều ngươi không dám nàng cắn răng nói có gì không dám lăng hàn thờ ơ nói chính nàng cũng nói ta ngăn cản một đợt công kích của những hoàng tử kia nhưng không ngăn cản được đợt thứ hai đợt thứ ba tóm lại sẽ bị giết chết vậy ta làm sao không liều mạng đánh một trận cái này bích tiêu công chúa cảm thấy mình đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại trước đó những lời dùng để uy hiếp lăng hàn hiện tại trái lại đều sử dụng ở trên người mình đây là báo ứng sao nhưng tới cũng quá nhanh đi nàng không có lời nào chống đỡ quả thật ngay cả mạng cũng sắp không bảo vệ nổi như vậy sợ gì đánh một trận được bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không trở lại nữa bích tiêu công chúa cầm được thì cũng buông được lăng hàn lắc đầu nói ta thay đổi chủ ý công chúa điện hạ xinh đẹp mê người như vậy ta cảm thấy vẫn thu làm nha đầu thông phòng tương đối tốt hơn buổi tối ngủ có người ôm còn có thể kiêm chức bảo tiêu đúng không tệ không tệ em gái ngươi ấy cho dù là bích tiêu công chúa cũng muốn chửi lớn nhưng nàng lại là công chúa công chúa đấy nàng cứng rắn kìm chế cơn tức xuống nói giới hạn cao nhất của tuyệt đối công bằng là tầm bí cảnh đối với ta chưa chắc có thể phát huy ra tất cả hiệu quả trong vòng nửa giờ người muốn chấn áp ta hoàn toàn là chuyện không thể nào làm được a à, vậy nàng có thể thử xem lang hàn mỉm cười nói nhưng cũng không có dùng tuyệt đối công bằng. Đây là uy hiếp, chiến lược công dụng lớn hơn thực tế. Một khi dùng đến, vậy hai bên đều không có đường lui. Bích tiêu công chúa phát điên, nhưng không thể không cứng rắn áp chế sự kích động, nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Công chúa Điện Hạ có bảo quả các loại hay không? Con người của ta chính là ham ăn. Hơn nữa, ăn thịt người miệng ngắn, rất dễ đuổi đi. Lăng Hàn cười nói, bích tiêu công chúa thật muốn đấm một phát ở trên mặt Lăng Hàn, nàng là tới uy hiếp Lăng Hàn kết quả hiện tại ngược lại là nàng bị uy hiếp nàng hít một hơi thật sâu nói ta làm gì còn có bảo quả gì tất cả đều đã bị ngươi trộm mất nói đến sự kiện bị trộm nàng không nhịn được chừng mắt với lăng hàn không biết tiểu tử này có cầm nội y của mình làm vài chuyện xấu xa không thể cho ai biết hay không lang hàn lộ ra vẻ mặt chính khí ta nói này công chúa điện hạ cơm có thể ăn bậy nói cũng không thể nói lung tung Ta là hạng người gì, làm sao sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Hi 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 hi, Bích Tiêu công chúa vẫn không nói gì thêm, bảy nữ hài tử trước đó phá Lăng Hàn đang nở nụ cười. Bích Tiêu công chúa lại cười lạnh, không nói lời nào. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là thở dài, người một nhà không thể ra lực, hắn suy nghĩ một chút, nói, không có bảo quả, vậy chỉ có một biện pháp, ta tin tưởng công chúa điện hạ chắc hẳn nắm giữ không ít linh đồ. Ta cũng không có lòng tham cho mười bộ tám bộ là có thể đuổi được ta ngươi tại sao không đi chết đi bích tiêu công chúa nhìn lăng hàn nàng trước đó thế nào lại không có phát hiện ra lăng hàn không ngờ vô sỉ đến mức như vậy linh đồ người tưởng là rau cải trắng sao lấy mười bộ tám bộ để bàn luận chỉ có điều nàng cũng biết lần này không bỏ ra chút máu là không có khả năng qua được cửa ải này nhân tộc này tuy rằng vô lại thì vô lại nhưng trong ánh mắt đã có một sự ngoan độc một loại kiên trì khiến cho nàng rung động một quyền linh đồ Nàng nói, cắn răng nghiến lợi, Lăng Hàn nhìn sắc mặt, biết đây đã là cực hạn của Bích Tiêu công chúa. Hắn thấy chuyển biến tốt liền thu lại, nói: "Được rồi, thì một môn linh đồ." Bích Tiêu công chúa vung tay lên, liền có một cái ngọc giản bay về phía Lăng Hàn. Khi Lăng Hàn đưa tay đón lấy, nàng nhân cơ hội nhảy một cái, đã ra khỏi phòng khách, đứng ở trong sân. Khoảng cách này liền vượt ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của tuyệt đối công bằng. Lăng Hàn tiếp nhận ngọc giản, lấy thần thức đảo qua, không khỏi cười công chúa thực sự là người đáng tin đây đúng là một môn linh đồ dẫn động chính là năng lượng hỏa diễm về phần trình độ cao hay thấp tạm thời còn không biết bích tiêu công chúa không còn phẫn nộ trái lại thản nhiên cười nói lăng hàn à lăng hàn bản công chúa bây giờ thật sự thấy hứng thú đối với ngươi nếu như ngươi nếu có thể đánh ngã tất cả hoàng tử bản công chúa cũng không phải không thể suy tính tới ngươi nàng bay lên thân hình di chuyển tốc độ của tầm bí cảnh kinh người tới mức nào trong nháy mắt nàng lại biến mất. a, à, Lăng hàn nghiến răng nghiến lợi, thật không nghĩ tới công chúa yêu tộc này lại còn có tiềm chất yêu tinh. câu nói sau cùng nói xong hắn cũng có chút động lòng. hơn nữa, người đi thì đi, chỉ ít dẫn theo xe ngựa của ngươi đi. đặt ở cửa nhà bọn họ một đêm, đây không phải là bôi đen cho hắn sao? nhưng bích tiêu công chúa đã chạy, hắn căn bản không có cách nào uy hiếp được đối phương. xem ra tiểu nương ra dày là muốn dồn ta vào chỗ chết. lang hàn thì thào đã như vậy, sau đó rơi vào trong tay của ta, hắc hắc. Phụ thân, người muốn thế nào? Đại Hoa tò mò hỏi, hắc hắc là có ý gì? Nhị Hoa cũng hỏi, bảy đứa trẻ hồ lô đều lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Mỗi người đều sử dụng ánh mắt ham học hỏi nhìn Lăng Hàn. Cho dù ra mặt Lăng Hàn có dày mấy đi nữa, vẫn hơi ửng đỏ, vội vàng chạy thoát thân. Hắn trở lại trong phòng, bắt đầu nghiên cứu linh đồ mới có được. Cái này khai thông chính là năng lượng hỏa diễm. Lăng Hàn tốn một chút thời gian nắm giữ, sau đó ý nghĩ thoáng động. Âm, nắm đấm của hắn lại xuất hiện hỏa diễm màu đỏ, thiêu đốt, đang sôi trào. Đồng dạng là hỏa diễm đương nhiên cũng có phân chia ra mạnh yếu. Lăng Hàn đi so sánh với tứ oa một chút, kết quả ngay cả một phần mười uy lực của người ta cũng không bằng. Sau khi ngũ oa phun ra một chút nước bọt, ngọn lửa này lại tắt. Ai, linh đồ khai thông năng lượng cấp độ cao làm sao có thể so sánh được với thần thông trời sinh. Chương 3842, lần thứ hai thiên địa bắt đầu biến hóa kịch liệt. Nhưng mà, chuyện Bích Tiêu công chúa ở trong nhà Lăng Hàn suốt cả một đêm, ngày hôm sau liền lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ đế đô, hiện tại ở đế đô ai là nóng bỏng nhất, không phải Hồng Thiên Bộ, cũng không phải Lăng Hàn, mà là vị công chúa yêu tộc này. Chỉ cần là người tính hướng bình thường, không một nam nhân nào không có suy nghĩ đối với nàng. Đóa hoa này còn chưa có rơi vào nhà ai, có nghĩa người người đều có cơ hội cho dù cơ hội này vô cùng xa vời nhưng bây giờ bích tiêu công chúa tự nhiên ở lại qua đêm ở chỗ của lăng hàn dựa vào điều này làm cho tất cả nam nhân đều xem lăng hàn trở thành kẻ thù chung người bình thường cũng tức giận nói vài câu mà đám người thất hoàng tử lại là dâng lên sát cơ mạnh mẽ theo bọn họ lăng hàn đạt được thành tựu cao tới đâu cũng chỉ là một con chó của trần gia hiện tại con chó này tự nhiên không nghe bọn họ cảnh cáo muốn cùng bọn họ tranh nữ nhân điều này bảo bọn họ làm sao có khả năng không giận được nếu không phải trên đầu lăng hàn còn đội hai tầng tông sư chỉ sợ hắn hiện tại đã bị đánh vào thiên lao tùy tiện tìm một tội danh giết chết người khác không dám làm loạn như vậy nhưng hiển nhiên những hoàng tử kia dám có thể ràng buộc bọn họ chỉ là trần phong viêm nhưng trần phong viêm động một chút là bế quan cho bọn họ dũng khí làm loạn nhưng lăng hàn chỉ là ngủ với bích tiêu công chúa điều này lại không tạo thành tội danh không có vị hoàng tử nào có thể bởi vậy mà xuất động đại quân quang minh chính đại đi tiêu diệt hắn nếu nói phái người ám sát chiến lực của bản thân lăng hàn liền có thể quét ngang minh văn cảnh lại thêm trận pháp việt đối công bằng như vậy có mấy người có thể chấn áp cho nên những hoàng tử kia rõ ràng hận muốn chết nhưng tạm thời lại bất đắc dĩ không làm gì được lăng hàn đúng lúc này đế đô lại liên tiếp phát sinh chấn động ở mấy viện mặc dù không có tạo thành quá nhiều người thương vong lại là tạo thành thông tin hoàn toàn gián đoạn Bảy ngày sau, các nơi truyền lại tin tức, hóa ra, không chỉ là đế đô phát sinh địa chấn. Cả thiên hải tinh đều đang phát sinh thiên địa biến hóa kịch liệt. Địa chấn qua đi, có càng nhiều di tích cổ lại lộ ra ở dưới ánh mặt trời, còn có bảo quả. Có người bình thường ăn nhầm một quả, đúng là trực tiếp vào tới minh văn cảnh, vô cùng kinh người. Còn có người chăn dê, trong đó có một con dê bình thường ăn một gốc cỏ có màu sắc kỳ dị, phát sinh biến đổi khác thường kịch liệt, hình thể lớn gấp 10 lần lông vốn màu trắng đã biến thành màu kim hoàng mở ra trí tuệ trực tiếp hết giải lao đi có người nói con sơn dương này đã trở thành tồn tại cực cốt cảnh lại vài ngày như vậy trong người thú không ngừng có cường giả một đêm xuất hiện gần như có xu thế hoàn toàn quấy nhiễu trình độ võ đạo hiện nay thiên địa biến hóa kịch liệt lần thứ hai biến hóa lớn cuối cùng đã bắt đầu trong khoảng thời gian ngắn người người hưng phấn lại sợ hãi đây là một cơ duyên cực lớn đám người như bốn đại soái Hồng Thái Sư mặc dù có thể trở thành minh văn cảnh, cao cao tại thượng, lại bởi vì bọn họ ở lần đầu tiên thiên địa biến hóa kịch liệt nắm được cơ hội, cướp đoạt cơ duyên, lúc này mới có thể tiếu ngạo hơn trăm năm. Hiện tại lần thứ hai biến hóa kịch liệt bắt đầu, chỉ cần bắt được cơ hội, cũng có cơ hội trở thành tồn tại giống như bốn đại soái vậy. Thậm chí, lần này biến hóa kịch liệt càng mãnh liệt hơn, có thể sẽ sông đến càng cao hơn. Khai khiếu cảnh, tầm bí cảnh, tất cả đều có khả năng, nhưng cơ duyên cũng kèm theo nguy hiểm, sau khi thiên địa biến hóa kịch liệt bản thân lại vô cùng nguy hiểm có khả năng một gốc cỏ nhỏ không có gì đáng chú ý cũng có thể phát ra kiếm khí đáng sợ giết chết tất cả nguy hiểm hơn đương nhiên là người với người giữa người cùng yêu thú đang tranh đoạt ai không muốn nắm lấy cơ hội một đêm quật khởi tranh đoạt trong di tích cổ lại không có gì phải chú ý tất cả đều là lấy thực lực ra nói hiên viên định quốc tìm đến lăng hàn mời hắn đồng hành lại bị lăng hàn từ chối Ngược lại không phải là hắn khinh thường hiên viên định quốc, cho rằng đối phương sẽ cản trở. Mà hắn sợ sẽ liên lụy đối phương, bởi vì có liên quan tới bích tiêu công chúa, lăng hàn hiện tại giống như chuột chạy qua đường. Trong 100 nam nhân, chắc hẳn 99 người đều muốn giết chết hắn. Cho nên hắn đi cùng hiên viên định quốc, chỉ có thể hại đối phương. Lăng hàn một mình hành động, quay lại cũng muốn dễ dàng một chút. Dù sao hắn vẫn không muốn để cho hiên viên định quốc biết bí mật về dưỡng nguyên hồ lô mang cho bảy đứa trẻ hồ lô, lăng hàn lặng lẽ rời khỏi đế đô. Hiện tại quang não chỉ có thể làm không đơn không nối mạng. Mạng lưới đã sớm bị cắt đứt, lăng hàn thở dài, thu quang não vào trong hồ lô. Không có công năng thông tin, giá trị thực dụng của quang não giảm đi rất nhiều. Sau một ngày, hắn tiến vào một trấn nhỏ, hỏi thăm tin tức. Ở đế đô, thật ra hắn và người mù, người điếc giống nhau. Tin tức truyền về ít nhất phải muộn chừng mấy ngày. Hiện tại thiên địa biến hóa kịch liệt trở thành trọng tâm câu chuyện lớn nhất. Lang Hàn rất nhanh lại thăm dò được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cách đế đô khoảng gần 2 ngày hành trình, có một tòa địa cung xuất thế. Có người nói mới trong nháy mắt khi mới xuất hiện, trên vòng trời phát sáng, có tiên âm vang vọng, có hình ảnh tiên nhân hiện lên. Lang Hàn quyết định đi xem, hắn triển khai phong vân phiêu, tốc độ tăng lên giống như gió bão đạt tới gấp 4 lần vận tốc âm thanh, nhanh vô cùng cái gọi là hành trình hai ngày này là tính theo cước trình của hoán huyết cảnh tốc độ của lang hàn lại tăng lên gấp bốn lần vậy chỉ cần nửa ngày là đủ rồi chỉ là phong vân phiêu cũng không thể vận dụng liên tục một giờ sau toàn thân hắn nóng lên chịu không nổi nhưng dưới tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh lang hàn cũng chỉ tốn thời gian hơn nửa ngày đã đến nơi nơi đây vốn là một cái hồ lớn nhưng bây giờ nước trong hồ đã hoàn toàn bốc hơi lên phía dưới hiện ra một mảnh kiến trúc cổ quỳnh lâu điện ngọc có một loại thần vận nói không nên lời. Toàn bộ trên kiến trúc còn có khí thể màu trắng bay lên, giống như tiên khí. A, à, đây là năng lượng cấp độ cao." Nhị Hoa nói, tự nhiên có thể ngăn cản đồng thuật của ta." Lăng Hàn kinh ngạc, ngay cả đồng thuật của Nhị Hoa cũng không thể đi qua những xương trắng này sao? Chương 3843 Thiên Văn Ngọc. "Đi, đi xem, tám người một con heo bước đi về phía trong hồ, nhưng bọn họ lập tức phát hiện, tự nhiên không qua được tường viện." Có một loại lực lượng cường đại chân áp, lục hoa thật ra có thể xuyên tường, nhưng nàng không thể mang theo dưỡng nguyên hồ lô đi vào. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đi tìm lối vào thật sự. Đi quanh hơn nửa vòng, bọn họ xuất hiện ở nơi cửa chính. Cánh cửa đã mở, cũng không biết ban đầu không đóng, hay là mới vừa được mở ra. Lăng hàn nhìn, xung quanh cũng không những người khác. Hắn đi nhanh vào, sau khi tiến vào cánh cửa lớn, lăng hàn nhất thời dâng lên một loại cảm giác hình như tiến vào một mảnh thiên địa khác. a à, lực lượng thiên địa ở đây còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều. Nhị Hoa nói, có trận pháp tồn tại, ngăn cách ở đây, cho nên vẫn vẫn duy trì dáng vẻ trăm ngàn năm trước. Tam Hoa cao ngạo lạnh lùng nói, khi đó thiên hải tinh vẫn thích hợp cho tu luyện, cho nên, lực lượng thiên địa nhất định phải nồng đậm hơn rất nhiều. Lăng Hàn nhìn mấy cái đầu cải củ, nói, các người biết năm xưa thiên hải tinh xảy ra chuyện gì không? Không biết rõ ràng lắm, nhưng hình như cảm ứng được phát sinh một trận tai họa lớn, vốn có rất nhiều người mỗi ngày trông coi chúng ta, nhưng sau đó lại biến mất. Đại Hoa cắn ngón tay nói, điều này tương ứng với phán đoán của Lăng Hàn, lúc đó thiên hải tinh hẳn phát sinh đại loạn, có rất nhiều người thoát đi. Chỉ có điều ở đây đến tột cùng là một tai họa lớn thế nào. Lăng Hàn lắc đầu, nói, chúng ta đi tìm bảo quả, ở chỗ này, đồng thuật của nhị Hoa cũng bị hạn chế rất lớn. Nơi này có rất nhiều năng lượng cấp độ cao, cản thị lực của trời nhị Hoa, khiến cho năng lực xuyên qua tường của nàng suy yếu rất lớn. Thậm chí, bản thân nguyên liệu tường cũng tương đối cao dai, có thể tạo thành ảnh hưởng đối với đồng thuật. Nhị hoa cũng như vậy, huống gì là lăng hàn, nhưng ảnh hưởng này hết lần này tới lần khác chính là đồng thuật. Đối với phạm vi tầm nhìn bình thường lại không có một chút ngăn cản nào. Bởi vậy, đám người lang hàn cũng chỉ có thể đàng hoàng triển khai lục soát, không có cách nào trực tiếp tìm về phía kho bảo tàng hoặc là bảo quả. Thật ra đây là một dãy cung điện, giữa mối cung điện lại nối liền bởi hoa viên trong hoa viên trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ có đã trưởng thành đại thụ so với cung điện còn cao hơn tạo ra tán cây cực lớn có mấy cây có thể nói là che khuất bầu trời có những cái chỉ xem xét sử dụng hoa cỏ nhưng cũng có bảo quả dị thảo bị người hái mất rồi lang hàn phát hiện ra một gốc cây dị quả nhưng quả phía trên đã bị hái sạch sẽ vết thích còn rất mới hẳn là phát sinh trong vòng vài ngày đây là cường nguyên quả Lục Hoa nói, có thể nói là một trong bảo quả mạnh nhất dưới tiên đồ. Ăn một quả là có thể nâng cao trình độ sinh mạng trên diện rộng. Nói như vậy, chỉ cần có hơn 10 quả là có thể khiến cho một người bình thường tăng lên tới cấp bậc tầm bí cảnh. Lang Hàn kinh ngạc, vậy cũng không cần công pháp, tu luyện, trực tiếp đạt được tầm bí cảnh sao? Sao có thể như vậy được? Không có ngăn cản sao? Dưới tiên đồ, nâng cao trình độ sinh mạng chính là xé mở những gông cùng xiềng xích ràng buộc trong cơ thể loại bảo quả này lại có công hiệu như vậy nhị oa giải thích hơn nữa trong cường nguyên quả còn chứa có số lượng lớn tinh khí sinh mạng cho nên cũng không cần lo lắng đột phá quá nhanh hủy nền tảng của bản thân chỉ có điều đối với phụ thân mà nói cường nguyên quả không phải là thứ tốt tam oa ngắt lời ừ tứ oa ngũ oa đồng thời gật đầu vì sao lăng hàn hỏi thất oa cướp lời nói đó là bởi vì nâng cao cảnh giới đi lên như vậy không có cách nào đột phá cực hạn cho nên người dựa vào cường nguyên quả nâng cao đi lên cũng không có khả năng nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp đại hoa gật đầu lên mặt cụ non nói cho nên thiên tài chắc chắn sẽ không dùng cường nguyên quả cái đó sẽ hạn chế tiềm lực của mình hóa ra là như vậy lang hàn cũng lại dẹp loạn chút không thăng bằng nho nhỏ trong lòng hắn theo đuổi là mạnh nhất cảnh giới nước chảy thành sông là được vậy đi thôi bọn họ tiếp tục đi tới cái cung điện này thật ra rất sạch sẽ không có để lại bao nhiêu đồ Thoạt nhìn, chủ nhân cũ mặc dù rời đi vội vàng, nhưng không phải lửa đốt dưới mông. Thứ nên thu thập đều đã thu thập đi, nhưng bảo thụ dị thảo mấy thứ này muốn rời đi quá khó khăn. Đều nói người chuyển sống, cây chuyển chết, cho nên, dưới tình huống thời gian vô cùng có hạn, các loại như bí đan, đan dược đương nhiên có thể mang đi, bảo thụ dị thảo lại không thể nào. Trăm ngàn năm qua, hẳn có không ít bảo dược đều đã chín, có thể hái. Mà lần này thiên địa biến hóa kịch liệt, sẽ làm cho càng nhiều bảo dược xuất thế. Từ điểm đó mà nói, đây là cơ duyên cực lớn. Tám người lang hàn tiếp tục tìm kiếm, nhưng bọn họ tới muộn, rõ ràng phát hiện ra không ít bảo thụ, nhưng quả phía trên lại đều là bị hái đi sạch sẽ. Phụ thân không cần lo lắng, cho dù thiên địa biến hóa kịch liệt, khiến cho cổ cung này xuất thế. Nhưng bảo dược chân quý thật sự tuyệt đối vẫn có trận pháp bảo vệ khác, không phải dễ dàng có thể hái như vậy. Nhị hoa rất hiểu chuyện, an ủi lang hàn nói. Đúng đúng đúng, tứ hoa ngũ hoa đồng thời gật đầu. Tứ Oa nói, thật ra, dưới tiền đồ bảo quả cũng không giá trị quá lớn. Chỉ có tiên thụ mới có thể được các thế lực quý trọng. Hơn nữa, có tiên thụ hay không cũng là dấu hiệu so sánh một thế lực có cường đại hay không. Ngũ Oa nói tiếp, trên thực tế, thật sự có thể xưng là tiên thụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều tiên thụ thật ra là mẫu thụ sinh ra trái cây nuôi dưỡng. Mặc dù có một phần công hiệu, nhưng còn xa mới có thể so sánh được mới mẫu thụ. Theo quy luật của thiên địa, trên một ngôi sao lớn tối đa chỉ có thể sinh trưởng một gốc cây mẫu thụ, cùng liên quan mật thiết với tinh thể này. Hiện tại thiên địa biến hóa kịch liệt, chắc hẳn không bao lâu nữa mẫu thụ cũng sẽ xuất thế. Tứ Oa nói tiếp, đây mới là cơ duyên lớn nhất, ngũ Oa gật đầu, hai nữ hài tử này gần như đồng thời xuất thế, nói chuyện, động tác vô cùng đồng bộ. Nếu như nhắm mắt lại, căn bản phân biệt không được nào câu nào là tứ Oa nói, câu nào lại là ngũ Oa nói. Mẫu thụ, lang hàn thì thảo nói. Nếu như lúc này mẫu thổ xuất thế, người có khả năng có được nhất đương nhiên là Trần Phong Viêm, thực lực vô song. Ai có thể cùng hắn tranh chấp, chương 3844, buông vật trong tay một. Nhưng hắn có lẽ chỉ có một tia khả năng nhận được. Cái này lại phải xem vận khí tốt hay xấu, dù sao mẫu thổ xuất thế cũng sẽ không tuyên truyền khắp nơi. Có, chính là duyên phận, từ nguyên liệu và trận pháp xây dựng địa cung nơi này có thể thấy, năm đó thế lực tuyệt đối không tầm thường. Cho nên, Khả năng ở đây xuất hiện tiên thụ là rất cao." Đại Hoa nói, "Chỉ là không cấp mấy." Nhị Hoa gật đầu, thấy Lăng Hàn lộ ra vẻ mờ mịt, Lục Hoa nói: "Mẫu thụ dưới tiên dược chia ra làm 7 cấp, nhất tinh thấp nhất, thất tinh cao nhất. Căn cứ phán đoán chính là nơi hạt giống phát ra. Ví dụ như mẫu thụ loại tiên thụ trưởng thành chính là cấp thất tinh. Vậy hạt giống của tiên thụ thất tinh trưởng thành chính là tiên thụ cấp lục tinh." "Như vậy sao?" Lăng Hàn gật đầu, hiểu rõ. "A, à, phổ thân" ở dưới này nhị oa đột nhiên chỉ vào một cây đại thụ nói có thứ gì lang hàn hỏi tuy rằng hắn cũng phát động đồng thuật nhưng khoảng cách nhãn lực của hắn có thể xuyên qua có hạn lại không có thấy cái gì cả thứ tốt nhị oa lại chỉ gật đầu lang hàn đi đào nhưng sau khi đào ba thước lại không có phát hiện ra cái gì tiếp tục còn muốn sâu hơn về phía dưới nhị oa nói lang hàn chấn động kinh ngạc đồng thuật của nhị oa đến cùng lợi hại tới mức nào tự nhiên có thể xuyên qua hơn ba thước trong lòng đất phải biết rằng hắn cũng chỉ có thể nhìn thấu đồ ở dưới nửa thước hơn nữa còn là loại có máu thịt nếu như là hòn đá nhỏ vậy nhiều lắm là một tấc hắn lại đào năm thước bảy thước mãi đến khi đào được tám thước hắn cuối cùng đào được một thứ trong lòng đất hiện ra một góc màu trắng như ngọc hắn đào thêm ra một ít chỉ thấy đây là một tảng đá hình tròn toàn thân óng ánh trắng như ngọc có thể nhìn thấy được bên trong có chút hình dáng giống như bụi nước, có một vẻ đẹp nói không nên lời. Lăng Hàn lấy tảng đá ra ngoài, nó chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng nặng vô cùng, chắc khoảng chừng vạn cân. Hắn hỏi, đây là cái gì? Thiên Văn Thạch, Tam Hoa nói, nguyên liệu luyện khí cực tốt, tiên cấp nhị tinh, mang cho một chữ tiên, đã nói lên đây là nguyên liệu trên tiên đồ. Lăng Hàn không khỏi trà sát tay, tạo hóa như vậy cũng chỉ có nhị hoa có khả năng giúp hắn nhận được. Nếu không, ai không có việc gì lại đi đào ba thước đất chứ ba thước còn chưa đủ còn là tám thước nói một cách chính xác là nguyên liệu chế luyện vũ khí lực tinh thần thất hoa ngáp một cái cái này sau khi chế tạo thành dụng cụ lăng hàn đang nghe lại không thấy có câu sau hắn quay lại nhìn hay rồi cơn buồn ngủ của tiểu nha đầu này lại tới đã vù vù ngủ say a à, người có khuyết điểm gì vậy đang nói chuyện cũng sẽ lập tức ngủ được lăng hàn hết chỗ nói rồi thất hoa này yêu ngủ quả thực đến nỗi mất trí. Hắn thở dài, về phía những hài tử khác nói. Trọng lượng của thứ này tuyệt đối hơn nghìn cân, thế nào lại làm vũ khí tinh thần? Lấy lực lượng của hắn hiện tại, nhấc lên một khối đá vạn cân tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ, cả ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng nói đến lực tinh thần, vậy nhiều lắm chỉ nâng lên một thứ nặng nghìn cân. Từ điểm đó mà nói, chính diện đối đầu, lực tinh thần của hắn ngay cả thông mạch cảnh cũng đánh không lại. Phụ thân, người quá ngu, Ngươi rót niệm lực vào khối thiên văn ngọc này thử xem." Đại Hoa giọng điệu trẻ con nói, Lăng Hàn làm theo lời, lại kinh ngạc phát hiện, bởi vì theo lực tinh thần của hắn rót vào, khối đá lớn này tự nhiên trở nên nhẹ hơn. Lực tinh thần rót vào càng nhiều, lại càng nhẹ, nhưng ở thời điểm đạt được 10 cân, cái này sẽ rất khó có thể nhẹ hơn nữa. Buông đồ trong tay ngươi xuống, một âm thanh đột nhiên vang lên từ phía sau lưng Lăng Hàn. Lăng Hàn xoay người, chỉ thấy phía sau đang có một người phóng tới trên mặt đầy vẻ tham lam. Lại là Kim Thiếu Kiếm, truyền nhân gia tộc ẩn thế Kim gia. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn cũng không kịp lại hỏi ý kiến của các nữ hài tử về tư liệu cụ thể của Thiên Văn Ngọc. Hắn thu Thiên Văn Ngọc vào trong dưỡng nguyên hồ lô, sau đó nhìn về phía Kim Thiếu Kiếm mỉm cười, hỏi. Ngươi nói cái gì, Lăng Hàn, ngươi thật to gan. Bản thiếu cũng đã nói với người bản ngươi bỏ đồ trong tay xuống, ngươi lại còn dám thu. a à, ngươi tự nhiên cũng có pháp khí không gian, Kim thiếu kiếm sừng sốt, phải biết rằng kỹ thuật chế tạo ra pháp khí không gian đã thất truyền. Cho nên hiện tại toàn bộ pháp khí không gian là do văn minh đời trước truyền lại, vô cùng hiếm có. Tên nhà quê này tự nhiên cũng có một cái pháp khí không gian. Kim thiếu kiếm cảm giác khó chịu, giống như bị sỉ nhục. Lăng hàn thần sắc lạnh lùng thản nhiên, nói, chỉ là một tảng đá, người khẩn trương loạn làm cái gì. Ngu xuẩn, đó là thiên văn ngọc, kim thiếu kiếm khinh thường nói, a, à, gia hỏa này tự nhiên biết được lăng hàn a à một cái kim gia chính là gia tộc từ văn minh đời trước qua bởi vậy cất giữ rất nhiều tư liệu của văn minh đời trước nhận ra được đồ tốt như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên thiên văn ngọc là do ta đoạt được ngươi còn muốn cứng rắn cướp đi sao lăng hàn cười khanh khách nói hắn đối với kim tam ngân vẫn còn có kiêng kỵ nhưng đối với kim thiếu kiếm chỉ là đống cặn bã mà thôi kim thiếu kiếm lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ ngươi tốt nhất vẫn nên chủ động giao pháp khí không gian ra nếu không, ha ha, ai ra, khẩu vị biến thành lớn. Không chỉ muốn thiên văn ngọc, ngay cả pháp khí không gian cũng không buông tha. Lòng tham không đáy, lăng hàn lắc đầu, ban đầu nhìn ngươi khó chịu, chỉ là lười chấp nhặt với ngươi. Nhưng ngươi cứ muốn tới cửa tìm đánh, vừa lúc, ngươi vẫn thiếu ta một lần đánh cược. Đánh cược, kim thiếu kiếm bất chợt nghĩ đến, lần trước khi lăng hàn bị giam vào thiên lao, hắn muốn lấy điều kiện lăng hàn đầu nhập vào mới cứu lăng hàn ra. Lăng hàn liền cùng hắn đánh cược, có thể dễ dàng đi ra ngoài. Hắn tất nhiên thua, lại nghênh ngang rời đi, căn bản không có coi ra gì. Hiện tại Lăng Hàn nhắc lại chuyện xưa, hắn cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Ở đây không có khả năng giống như đế đô, sẽ không ai có thể đến cứu ngươi. Phụ thân, gia hỏa kia thật là thối, chúng ta có thể đánh hắn hay không? Đại Hoa lôi kéo tay Lăng Hàn lắc lắc, vẻ mặt ngây thơ. Trên thực tế, bạo lực điên cuồng của nàng đã phát tác. Tiểu hai tử trong nhà, không nên cả ngày chỉ nghĩ tới đánh nhau. Lăng Hàn đi nhanh, ép về phía kim thiếu kiếm, chương 3845, buông vật trong tay hai. Ai, phụ thân mình cũng là bạo lực biên cuồng, còn nói chúng ta. Tứ hoa buông thóng tay, theo phụ thân như vậy, chúng ta rất dễ dàng học cái xấu. Ngũ hoa cũng lắc đầu, kim thiếu kiếm cười lạnh, nói, Lăng Hàn, ta lại là minh văn cảnh, hơn nữa còn là nhị văn, thực lực vượt xa cực cốt cảnh. Hơn nữa, ta biết bộ quần áo trên người ngươi có trận pháp có thể kéo tu vi của đối thủ đến trình độ giống như ngươi nhưng cũng đừng quên kim gia ta lại là gia tộc ẩn thế nội tình vượt quá sức tưởng tượng của ngươi ta có thủ đoạn khiến cho trận pháp của ngươi mất đi hiệu lực lang hàn không khỏi bật cười ngươi đừng lại rát vàng lên mặt mình nữa đánh loại cặn bã giống như ngươi ta còn cần sử dụng tới tuyệt đối công bằng sao sắc mặt kim thiếu kiếm nhất thời khó coi ngươi nhìn nhận về ta như vậy sao tên nhà quê huyết mạch thấp kém đâm đầu vào chỗ chết. Hắn nói nhỏ, gia tộc ẩn thế cho rằng mình mới là người thừa kế võ đạo chính thống của Thiên Hải Tinh. Cái gì Huyền Bắc Quốc, cái gì Yêu tộc đều mới xuất hiện ở thời đại này, làm sao có thể so sánh cùng bọn họ. Cho nên, người trong mỗi một gia tộc ẩn thế đều vô cùng kiêu ngạo, cho rằng mình là chủ nhân của tinh thể này, những người khác chỉ là con kiến hôi vô tri. Nhưng bây giờ lại có một con kiến hôi dám xem thường mình. Kim thiếu kiếm nổi giận, hai tay hắn rung lên, nhất thời có hàn khí bay lên hắn vận dụng năng lượng cấp độ cao phải lấy thế lôi đình vạn quân giết chết lăng hàn lăng hàn đã đi đến gần rất vị ý vung lên một quyền đánh về phía kim thiếu kiếm chết kim thiếu kiếm vung trường đón đỡ lực băng phong di chuyển nhiệt độ ở bốn phía xung quanh nhất thời điên cuồng giảm xuống nắm đấm của lăng hàn tiếp tục đánh ra ầm um, lửa mạnh cháy hừng hực bốc lên ở trên nắm đấm của hắn trong nháy mắt lại xua tan băng hàn cái gì Đồng tử của Kim Thiếu Kiếm không khỏi trợn trừng, hắn không nghĩ tới Lăng Hàn dẫn động năng lượng cấp độ cao không chỉ cùng hắn đối chọi gay gắt, hơn nữa còn muốn càng cường đại hơn. Hắn hừ một tiếng, năm ngón tay phải mở ra, quát khẽ. Thiên nhạc trưởng, từng ảo ảnh núi cao xuất hiện, hình như gia tăng ở trên trưởng của hắn, hình thành áp lực kinh khủng. Lăng Hàn không để ý tới, chỉ là trồng 30 tầng lực lượng đón đánh. Ầm, um, hai lực lượng va chạm vào nhau, những ảo ảnh núi cao kia nhất thời vỡ nát. Lăng Hàn một quyền tiến quân thần tốc, nện ở trên mặt của Kim Thiếu Kiếm, đánh cho hắn nặng nề bay lên. Thân hình Kim Thiếu Kiếm rơi xuống đất, gò má ở nửa bên mặt đã biến hình, nhưng hắn lại dường như không có chút cảm giác nào, kinh ngạc nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta làm sao có thể bị đánh bại bởi một tên nhà quê được. Đây là cảm giác yêu Việt từ đâu tới vậy? Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta ngay cả ba phần chiến lực cũng không có phát huy ra, người đã ngã xuống. Thực sự không chịu được đánh, Người xác định mình thật sự là gia tộc ẩn thế, mà không phải là đầu óc hồ đồ chứ?" Kim Thiếu kiếm gầm thét giận dữ, hắn lại chịu không nổi sỉ nhục như vậy, hai tay hắn vỗ xuống đất, toàn thân bắn lên, lại xông về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, vẫn là một quyền đáp lễ. Ầm, um, Kim Thiếu kiếm nhất thời lại bị đánh bay, ngã mạnh một cái. Hắn thật ra có chút kiên cường, tự nhiên lại bò dậy, tiếp tục lao về phía Lăng Hàn. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá lớn hắn có lao tới thế nào cũng chỉ là vô dụng. Kim thiếu kiếm cuối cùng đã hiểu rõ điểm này. Hắn vung tay lên, veo, chỉ thấy một pháo hoa sông thẳng lên vòng trời. Ha 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 ha, lang hàn, người căn bản không biết lần này kim gia ta xuất động bao nhiêu cường giả. Hắn cười nói, chờ xem, cường giả kim gia ta vừa đến. Người chỉ có phần chết không có chỗ chôn. lang Hàn nhất thời lại nổi giận. Hắn vốn chỉ muốn giáo huấn kim thiếu kiếm một chút. Nhưng đối phương rõ ràng ngôn dồn hắn vào chỗ chết. Điều này làm cho hắn cũng động sát khí, thật đúng là một kẻ ngu xuẩn. Hắn thản nhiên nói, "Ầm", um, sát khí bay lên, đánh về phía Kim Thiếu Kiếm. Đây chính là lúc thất biến hình thành, ngay cả thiên địa cũng xuất hiện hiện tượng khác thường. Cường giả giống như Vũ Văn Hống vậy, thiên tài cũng phải chịu ảnh hưởng, huống gì loại như Kim Thiếu Kiếm này. Hắn nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, hai mắt trợn tròn, miệng không tự chủ được "Emora", chảy ra nước bọt. Đây là bị hù dọa nghiêm trọng, tâm thần đều bị đoạt đi. Lăng Hàn phát hiện, mình chỉ là phát hiện ra sự kỳ diệu của thất biến sau khi nhận được đồng thuật, lại không để mắt đến uy lực của sát khí này. Dù sao cũng là sau khi thất biến hình thành, làm sao có thể bình thường được. Tự tìm đường chết, Lăng Hàn một chỉ điểm ra, vút, đầu kim thiếu kiếm nhất thời nổ tung. Phụ thân, người thực sự tàn nhẫn, đại hoa nói, quá bạo lực, tứ hoa gật đầu, muốn dậy hỏng tiểu hài tử. Ngũ hoa cũng nói theo, thôi đi, bảy tiểu hai tử bú sữa này, mỗi người đều có khuynh hướng bạo lực, còn cần hắn dạy hỏng sao. Lăng Hàn cười ha hả, từ trên người kim thiếu kiếm lục xoát ra một pháp khí không gian. Chỉ có điều bên trong ngoại trừ một ít hạt ngọc ra, cũng không có thứ gì đáng tiền. Hắn thở dài, truyền nhân của gia tộc ẩn thế này có phải là giả hay không? Tại sao nghèo như vậy? Rời khỏi nơi này trước đã. Lăng Hàn nói, người của Kim gia khẳng định rất nhanh sẽ lại tới. Lăng Hàn mặc dù có tuyệt đối công bằng không khiếp sợ nghinh chiến đấu với đối thủ cường đại hơn nhưng trong di tích cổ đoạt bảo, ai biết còn có bao nhiêu kẻ địch. Cho nên vẫn lưu lại tuyệt chiêu ở trong tay thì thỏa đáng hơn. Chỉ nên dùng ở thời điểm mấu chốt nhất, hắn lại lấy ra Thiên Văn Ngọc, bởi vì niệm lực của hắn đã biến mất, nó một lần nữa khôi phục lại vạn cân nặng. Lang Hàn một lần nữa rót vào niệm lực, khối ngọc thạch này lập tức trở nên nhẹ đi, nhưng cho tới khi còn khoảng 10 cân, còn muốn nhẹ nữa lại rất khó khăn. Tiếp tục rót vào lực lượng, Tam Hoa nói, Lang Hàn làm theo lời nàng, 8 cân 5 cân, 3 cân, thiên văn ngọc trở nên càng ngày càng nhẹ, nhưng 3 cân lại là cực hạn của Lăng Hàn hiện nay. Hắn không có cách nào tiến thêm một bước, phụ thân, người ném ra đi, sau khi rời tay trong nháy mắt, người thu hồi lại niệm lực. Lục Hoa nói, Lăng Hàn cũng làm theo, hắn giơ tay lên một cái, lại ném thiên văn ngọc ra ngoài. Trong nháy mắt khi vừa xuất thủ, hắn thu hồi niệm lực. Nhất thời thấy hòn đá này chỉ chừng bằng nắm tay lại lấy tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh bay ra. Chương 3846, vũ khí tinh thần lực. Ầm, um, hòn đá nện ở trên tường, cứng rắn đập thủng bức tường thành một lỗ thủng, cắm ở bên trong. Lan Hàn hoảng sợ, hắn biết bức tường này có bao nhiêu kiên cố, cho dù là hắn vận dụng 50 tầng lực trồng chất cũng không có cách nào đánh phá. Nhưng hắn chỉ là đơn giản đập xuống một tảng đá, lại đập thủng một lỗ thủng trên bức tường. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được, lấy tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh ném đến tảng đá vạn cân, sẽ hình thành lực pha đập kinh khủng tới mức nào. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như ở trong quá trình ném ra, lại kèm theo niệm lực đẩy mạnh, như vậy sẽ thế nào đây? Lăng Hàn thu hồi thiên văn ngọc lại, một lần nữa lấy niệm lực tiến hành nén. Rất nhanh lại biến thành hình dáng ba cân nặng, hắn ném, sau đó lấy niệm lực đẩy mạnh, niệm lực của hắn hiện tại có thể bao trùm trong phạm vi năm trường. Nói cách khác, ở bên trong phạm vi này hắn có thể không ngừng lấy niệm lực tăng nhanh. Vèo, ầm, thiên văn ngọc bay ra, đập ở trên tường nhưng cũng không đập thủng tường tạo thành phá hủy tự nhiên nhỏ hơn đây là vì sao hắn suy nghĩ một chút sau đó bừng tỉnh hiểu ra đây là bởi vì tốc độ hắn rút về niệm lực chậm dẫn đến thời điểm thiên văn ngọc đập phải trên tường cũng không khôi phục lại trọng lượng vạn cân lực lượng tốc độ đều quyết định lực pha đập điều này cần từ từ suy nghĩ lang hàn lộ ra vẻ tươi cười hắn lấy niệm lực huy động vật thể tiến hành công kích cái này vốn chính là đòn sát thủ của hắn hiện tại uy lực của đòn sát thủ này lại có phần nâng cao. Chỉ tiếc, thời gian cần thiết để nén trọng lượng của thiên văn ngọc hơi dài, khoảng chừng 10 giây. Điều này ở dưới tình huống bình thường chỉ là chút chuyện nhỏ. Nhưng ở trong chiến đấu, 10 giây đồng hồ cũng không tính là ngắn. Muốn dùng đến đòn sát thủ, đối thủ tất nhiên không tầm thường. Cho nên, muốn tranh thủ được 10 giây đồng hồ lại trở nên khó khăn. Lang Hàn không chỉ phải khống chế chính xác thời điểm thu hồi niệm lực. Còn muốn nâng cao hiệu suất nén, giảm thời gian từ 10 giây ngắn lại còn 5 giây, 3 giây thậm chí ngắn hơn. Như vậy đòn sát thủ mới xứng đáng với cái tên của nó. Cái này không vội, ta có thể từ từ sẽ làm được, lang Hàn lẩm bẩm nói. Phụ thân, thiên văn ngọc này còn có thể chế tạo một chút. Ví dụ như làm thành các loại hình thái đao, kiếm, khiến cho lực phá hoại lớn hơn nữa. Lục Hoa nói bổ sung, lang Hàn gật đầu, đây cũng điều là hắn muốn, chỉ có điều, thiên văn ngọc vô cùng cứng rắn chính là nguyên liệu tiên cấp nhị tinh bây giờ căn bản không có ai có thể đúc luyện nhị hoa dội nước lã nói trừ khi có thể nhận được thiên u thủy tam hoa nói cái này có thể mềm hóa phần lớn nguyên liệu trên thế gian tạo thành hình thái muốn có hơn nữa hoàn toàn không có một chút nào lãng phí nào thất hoa đột nhiên nói a à, người trường nào mới tỉnh lại thiên u thủy lang hàn lặp lại một câu đây cũng là thứ hiếm thấy vô cùng nhị hoa nói chỉ có điều phụ thân số phận nghịch thiên như vậy tin tưởng nhất định có thể nhận được. Lăng Hàn cười ha ha, nhận được lời nói tốt lành của các ngươi, lòng tin của ta đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Hi hi, các nữ hài tử đều nở nụ cười, con heo háo sắc lại liếc mắt nhìn Lăng Hàn, có chút kinh ngạc. Gia họa kia phúc vận quả thật rất nghịch thiên, chỉ trong thời gian mấy tháng như thế, hắn lại thu được bao nhiêu bảo vật, thậm chí là tiên cấp. Chỗ thi thể của kim thiếu kiếm trong cung điện, veo, veo, hai bóng người bay vụt tới, theo thứ tự là một già một trẻ người già nhìn qua hơn 60 tuổi, người nhỏ lại khoảng chừng 20 tuổi, người già khí thế kinh người, huyết khí trùng thiên, giống như là một con hùng sư bất bại. Người trẻ tuổi lại là khí thế nội liếm, nhưng đứng ở bên cạnh lão nhân lại hoàn toàn không có thua kém. Tín hiệu của thiếu kiếm chính là phát ra ở chỗ này. Lão nhân nói, người đâu, hắn tìm một chút, rất nhanh liền phát hiện ra thi thể của kim thiếu kiếm, gương mặt nhất thời trở nên uy nghiêm đáng sợ. Người trẻ tuổi cũng đã đi tới, đồng thời lộ ra sát khí dám giết người của Kim gia ta, thật sự là chán sống rồi. Lão nhân hung tợn nói, người trẻ tuổi lại lấy ra một cái hộp ngọc, chỉ là mở ra một khay nhỏ, đặt ở bên cạnh thi thể của Kim thiếu kiếm bên cạnh thi thể. Một lúc sau, hắn nói, ta đã sử dụng câu hóa trùng ghi nhớ kỹ khí tức của hung thủ. Chỉ cần gặp phải, ta liền có thể bắt được hung thủ. Phải lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất chân áp giết chết hung thủ. Lão nhân nói, thiên địa biến hóa kịch liệt chính thức bắt đầu kim gia ta liền muốn nhân lúc thời cơ này quật khởi trở thành chúa tể của thiên hải tinh cái gì trần gia cái gì yêu hoàng đều chỉ có thể phủ phục trước mặt ở kim gia ta người trẻ tuổi gật đầu vẻ mặt suy nghĩ sâu xa chỉ có điều người này có thể giết chết thiếu kiếm thực lực tất nhiên không kém người cũng không thể khinh thường lão nhân nói người trẻ tuổi lộ ra nụ cười tự tin nói tứ gia gia người không nên quên ta lại là tu vi khai khiếu cảnh cho dù là yêu nhiệt ép trời hồng thiên bộ gặp phải ta cũng chỉ có thể quỳ xuống. Hắn là Kim Thiếu Hoàng, từ trong tên của hắn liên có thể nhìn ra được, Kim gia đối với hắn có chờ mong thế nào. Lăng Hàn mang theo bảy nữ hài tử xuyên qua từng tòa cung điện một. Thời điểm đến tòa cung điện thứ 17, hắn cuối cùng phát hiện bên trong có nhiều người. Có vài người bởi vì phát hiện ra dị thảo bảo quả phát sinh đại chiến. Có vài người lại bởi vì vài câu nói, không phục lẫn nhau, diễn hóa ra một hồi tranh đấu hoàn toàn không cần thiết. Ở trong các võ giả, Thật ra điều này rất thông thường. Rất nhiều người trẻ tuổi đều cho rằng trời là lão đại, mình là lão nhị, trẻ tuổi khí thịnh, không thích giảng đạo lý, bất cứ việc gì đều dựa vào nắm đấm để giải quyết. Thời điểm tranh đoạt ở trong di tích cổ, không bị luật pháp áp chế, dẫn tới xung đột lớn. Lang Hàn nhìn một chút, ở đây cũng không có bảo quả gì thảo đáng để hắn ra tay, tất nhiên hắn cũng lười đi góp một chân. Hắn tiếp tục đi tới chỗ sâu hơn trong cung điện, trên đường, hắn lại không ngừng vận dụng Thiên Văn Ngọc dãy cung điện này lớn đến kinh người. Đợi sau khi xuyên qua 33 cung điện, sau khi ra cửa nhìn thấy được cũng không phải là một hoa viên, mà là một cây cầu hình vòm, giống bắc ngang ở giữa trời, dưới mây mù lượn lờ, hoàn toàn không nhìn thấy được cảnh sắc ở phía bên dưới. Chương 3847, cầu gỗ. Chỗ cây cầu hình vòm này lại sử dụng gỗ làm ra. Tuy rằng nhìn qua rất tốt, nhưng không biết đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm. Liệu gỗ có mục nát không? Trong lòng lang Hàn có chút lo sợ hắn phát động đồng thuật, nhìn kỹ, hắn phát hiện cây cầu gỗ này thật đúng là được bảo dưỡng rất tốt. Chỗ thị lực của hắn có thể thấy được, cũng không một chút vết tích mục nát nào. Phụ thân, đây chính là kiếm mộc, cho dù là ngâm ở trong nước, vạn năm cũng không sẽ mục nát. So với rất nhiều tinh sắt, nó còn muốn kiên cố hơn. Đại Hoa nói, nàng lại bắt đầu phổ cập kiến thức cho Lăng Hàn. Lăng Hàn A à một chút, thế nào hắn lại có cảm giác bảy hai tử này mới là người lớn, còn bản thân mình ngược lại là trẻ sơ sinh hoàn toàn không biết gì cả. Đi thôi đi thôi, bảy nữ hài tử dẫn đầu nhảy lên cầu, một đường vui sướng chạy về phía trước. Lang Hàn cũng bước lên cầu, quả thật, cầu kia mặc dù là sử dụng gỗ làm ra, nhưng rất vững chắc. Cho dù có gió núi thổi qua, cầu gỗ lại hoàn toàn không có chút dao động nào. Chỉ có điều, cầu gỗ này thật đúng là dài, tuy rằng Lang Hàn không đi quá nhanh, nhưng 10 phút lại vẫn không đi tới cuối cây cầu. Ừ hắn đột nhiên dâng lên cảm giác tim đập nhanh, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới mây mù bốc lên. Hình như có thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất thế, hắn phát động đồng thuật nhìn lại, nhưng mây mù lại ngăn cản ánh mắt hắn, hắn không có cách nào nhìn thấu, nhị hoa cũng ghé vào trên lan can nhìn, nhưng rất nhanh nàng lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lăng hàn lắc đầu. Hiển nhiên, thị lực của nàng cũng không có cách nào xuyên qua mây mù. Đây là năng lượng cấp độ cao ngưng tụ lại, lăng hàn giống như gặp phải kẻ địch lớn, Nghĩ tới thật sự có tồn tại gì đó khủng khiếp từ phía dưới sông lên, hắn lập tức đóng gói bảy nữ hài tử thu vào trong hồ lô. Về phần con heo béo, ừ, ném ra ngăn cản phía trước một chút. Con heo béo hình như cảm ứng được suy nghĩ của hắn, nhìn về phía hắn phun nước bọt. Thật may, người mù cuốn lên một hồi, sau đó liền một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lăng Hàn vội vàng tăng nhanh bước chân, ở đây trên không có trời, dưới không có đất, thật không có cảm giác an toàn. Sau khi đi qua cầu, chỉ thấy ở đây lại là một vách núi phía trước có từng cung điện đứng sừng sững ở trên vách đá a à, đây không phải là ở đáy hồ sao thế nào lại chạy ra một vách núi vậy nhìn tình hình này hình như là ép toàn bộ thân núi tiến vào trong mặt đất cho nên ở đây hình thành một hình hồ nhưng dưới thiên địa biến hóa kịch liệt hồ nước khô cạn ở đây lại hiện ra dưới ánh mặt trời lang hàn bước về phía một cung điện gần đó cửa lớn vẫn mở rộng đợi sau khi hắn đi vào phát hiện ở đây đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Một người đấu với 8 người, đánh vô cùng kịch liệt. Người bị vây đấu chính là một nam tử trẻ tuổi, hắn mặc hết sức bình thường, vừa nhìn chính là người sống trên núi, nhưng thực lực quả thật lại không tầm thường, đạt tới trình độ ngũ văn. Tám gã đối thủ của hắn lại yếu hơn nhiều, phần lớn đều là cực cốt cảnh, chỉ có một người đạt tới minh văn, hơn nữa còn chỉ có nhất văn. Theo lý mà nói, ngũ văn chắc hẳn nắm giữ ưu thế tuyệt đối, trong nháy mắt là có thể bẻ gãy nghiền nát giết chết tám người này nhưng sự thực lại không phải như vậy bọn họ đánh vô cùng dai dẳng đây là bởi vì động tác của cao thủ ngũ văn kia vô cùng chúc chắc thật giống như lần đầu tiên đánh nhau phạm vào quá nhiều sai lầm không nên phạm phải nếu không phải thực lực của hắn tuyệt đối chiếm ưu thế hắn đã sớm bị giết chết nằm xuống rất nhiều lần nhưng cũng bởi vì như vậy hắn nắm giữ không gian trưởng thành cực lớn cứ đánh thêm một hồi nữa thực lực của hắn sẽ lại tăng lên một ít trở nên càng lúc càng lợi hại, cũng dần dần áp đảo tám người kia. Tản ra, tản ra, cao thủ nhất văn này quát lên, tám người nhất thời đều lui lại, cao thủ ngũ văn này cũng không truy kích, mà nhìn lại về phía Lăng Hàn, quát. Người cũng tới tranh đoạt bảo vật sao, Lăng Hàn buông thóng tay, nói, bảo vật gì, giới thiệu một chút đi, cao thủ ngũ văn nhìn Lăng Hàn, hừ một tiếng, nói. Nếu dám mơ ước bảo vật của ta, ta sẽ giết ngươi. Vèo, hắn tung người lao qua, một đấm liền đánh về phía Lăng Hàn. Không phải võ kỹ, chính là một quyền đơn giản nhất đánh tới, thật giống như người bình thường đánh nhau. Lăng Hàn kinh ngạc, người thực sự là ngũ cao thủ văn sao. Đều tu luyện tới độ cao như vậy, làm sao có thể ngay cả môn võ kỹ cũng sẽ không có. Đây là đang cố ý khiến cho người khác lơ là sao. Vèo vèo vèo, cao thủ ngũ văn này liên tục đánh ra mấy quyền, nhưng Lăng Hàn thật sự không nhìn không ra được điểm nào thần kỳ hắn đột nhiên à một tiếng hình như hiểu rõ kết hợp năng lực chiến đấu với vô cùng vụng về của đối phương lại thêm toàn thân hắn dáng vẻ quê mùa lăng hàn có thể khẳng định người này chính là người may mắn trước đó đã ăn cường nguyên quả trực tiếp từ một người bình thường vọt lên tới minh văn cảnh hơn nữa còn là độ cao ngũ văn nếu như có thể ăn thêm mấy viên chắc hẳn chính là khai khiếu cảnh nếu như thật sự đến khai khiếu cảnh cũng không cần võ kỹ kỹ xảo gì cả chỉ cần dựa vào tốc độ và lực lượng là có thể nghiền ép minh văn trước kia ngươi chỉ là một phàm phu trong núi lăng hàn thản nhiên nói cái cung điện này mở ra ngươi vừa vặn ở gần có thể là người đầu tiên tiến vào do đó ăn rất nhiều cường nguyên quả thoáng cái lại tăng lên đến minh văn cảnh sắc mặt của cao thủ ngũ văn này không khỏi biến đổi kịch liệt điều này lại bị lăng hàn đoán đúng quả thật trước đây hắn chỉ là một dược nông thời điểm địa cung xuất thế hắn đang hái thuốc ở gần đó hắn đánh bạo tiến vào kết quả liền để hắn phát hiện ra cường nguyên quả ngay từ lúc đầu hắn còn không dám ăn, sợ có độc. Nhưng hắn cũng nghe nói tới các loại sự tích có liên quan. Sau đó, hắn vẫn không nhịn được ăn một quả, kết quả trình độ sinh mạng liền xuất hiện sự nhảy vọt cực lớn. Vì vậy, hắn ăn một quả lại một quả, cũng đẩy cảnh giới lên độ cao ngũ văn. Phải biết rằng trước đó hắn chỉ là một dược nông bình thường, rất bình thường, hoàn toàn không biết mình bây giờ cường đại tới mức nào. Sau khi nhìn thấy được có võ giả tiến vào, hắn cũng chỉ trốn tránh là chính. Chương 3848, pháp khí cấp nhị tinh. Nhưng luôn có thời điểm không thể trốn tránh được, liền phát sinh chiến đấu. Hắn lại phát hiện, những võ giả này bình thường ở trong mắt hắn cao không thể leo tới, nhưng ở dưới tay hắn lại không chịu nổi một đòn. Sau khi trải qua mấy trận đánh, sự tin tưởng của hắn đã tăng lên vô cùng. Hắn cho là mình đã trở thành cường giả tuyệt thế, vì vậy, hắn không lại che giấu hành tung, quang minh chính đại bắt đầu tìm kiếm, tranh đoạt bảo vật. Ngươi dám coi thường ta? cao thủ ngũ văn này hừ một tiếng lại là một quyền đập về phía lăng hàn không có biến hóa chút nào chính là lấy tốc độ và lực lượng thủ thắng trên lý thuyết chỉ cần tốc độ nhanh đến mức tận cùng lực lượng lớn đến mức tận cùng vậy quả thật không cần bất kỳ kỹ xảo nào một quyền xuống không ai tránh được cũng không có ai gánh vác được đáng tiếc chính là đối thủ của hắn là lăng hàn lăng hàn cười cũng một quyền đón nhận ầm uhm, lực lượng của hai người va chạm vào nhau thân hình của cao thủ ngũ văn này nhất thời bị đánh bay chấn động bay về phía sau lực lượng nguyên thủy của lăng hàn đương nhiên kém hơn so với cường giả ngũ văn nhưng hắn dùng tới lực trùng điệp và tần suất công kích lại vững vàng chiếm được thượng phong nhảy qua một cảnh giới lớn còn có thể vô địch đây cũng không phải chỉ là lời nói suông mà thôi cao thủ ngũ văn này nặng nề va chạm vào trên tường cung hắn nhìn lăng hàn ngạo nghễ đứng dâng lên một cảm giác buồn bực xấu hổ hắn tự nhiên không địch lại được thành thật nằm xuống lang hàn khẽ quát một tiếng sát khí dung hợp với lực tinh thần của hắn trùng kích qua nhất thời cao thủ ngũ văn này trực tiếp khiếp sợ đến mức hai tay hai chân cứng đờ trên mặt đều là mồ hôi lạnh đây thật là tay mới học cấp tốc ý chí quá yếu nếu đổi lại thành một minh văn cảnh dựa vào chính mình cố gắng đi từng bước một đứng lên tin tưởng cho dù sẽ chịu sự ảnh hưởng cũng không đến mức thảm như vậy dù sao lang hàn vẫn chỉ là cực cốt cảnh lang hàn lắc đầu đây là kết quả đi đường tắt chỉ có điều vốn chỉ là một người bình thường hiện tại lại nắm giữ thực lực minh văn cảnh điều này dù nói thế nào cũng là một bước lên trời có thể so sánh cùng đám người bốn đại soái hắn thu hồi suy nghĩ cũng lời lại đi nhầm vào gia hỏa quá mức may mắn tự đại đến mức không thể cứu vãn hắn ở trong cung điện tìm kiếm rất nhanh hắn liền phát hiện ra một vật có giá trị đó là một thanh kiếm đâm vào trên cây cột cách mặt đất đại khái khoảng hai trượng trước đó hai phe đánh nhau quyết liệt chính là vì thanh kiếm này Lăng Hàn nhảy lên một cái, nắm chuôi kiếm, sau đó dùng sức rút ra. Hàn quang chấp hiện, thanh kiếm này đã được rút ra. Phía trên có từng đường vân, phong cách vô cùng cổ xưa. Cao thủ ngũ văn này đã tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn thấy được thanh kiếm ở trong tay của Lăng Hàn, hắn không khỏi tràn ngập hâm mộ. Cái này vốn phải là của hắn. Lăng Hàn cười nhạt, nói, người tuy rằng nắm giữ tu vi ngũ văn, nhưng ở giới võ đạo chỉ có thể xem như là một tay mới. Người nhớ kỹ, thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Người không có đủ thực lực, cũng không cần đi hy vọng xa vời sẽ thu hoạch được những thứ không tương xứng. Bằng không, chỉ có thể hại chính mình, đây là lời khuyên thật lòng, nếu đổi lại là một người khác, rất có khả năng đã giết chết hắn. Đi thôi, Lăng Hàn phất tay một cái, cao thủ ngũ văn này cắn răng, xoay người rời đi. Lăng Hàn không biết người này có phải sẽ ghi hận trong lòng, sau này còn có thể chưa từ bỏ ý định tìm hắn gây phiền phức hay không. Hắn căn bản không quan tâm. Người bị hắn đánh bại, chẳng lẽ còn có thể thắng được hắn sao? "Phổ thân, đây là một thanh pháp khí cấp nhị tinh." Nhị Oa nhìn một hồi nói. Trên tiên đồ, Lăng Hàn hỏi, "Ừ." Nhị Oa gật đầu, dưới tiên đồ, căn bản không có người nào đi đánh giá cấp bậc pháp khí của nó. Thật ra, hiện nay có rất nhiều pháp khí bị người ta tranh tới chết đi sống lại. Đặt ở trong văn minh đời trước, lại chỉ là cặn bã ngay cả cấp bậc cũng không có được đánh giá tới. Lăng Hàn lấy ra đoạn kiếm gãy này, cùng thanh kiếm hiện tại va chạm vào nhau một chút. Kết quả, kiếm gãy lại bị gãy, không cần suy nghĩ. Nhị Hoa liếc mắt thoáng nhìn, nói, cái này miễn cưỡng có thể xem như là cấp bậc tầm bí cảnh. Thật ra tầm bí cảnh cũng rất tốt, cho nên trước đó cho dù bị gãy, đoạn kiếm gãy vẫn có thể chém ra kiếm khí vô cùng khủng khiếp. Nhưng vừa so sánh với pháp binh trên tiên đồ, cái này quá yếu. Lăng Hàn thử kích hoạt cái thanh pháp khí này, ong, phía trên có ánh sáng yếu ớt chấp động hắn chém ra một kiếm nhất thời có kiếm khí quét ra hóa thành một con huyết lang rít gào lao về phía bức tường phụt kiếm khí không có ở trên vách tường lưu lại một dấu vết mờ mờ lang hàn thử hoàn toàn khôi phục lại pháp khí này nhưng phát hiện cho dù mình rót tất cả lực lượng vào trong cũng chỉ là vô dụng căn bản là giống như muối bỏ biển tranh lệch quá nhiều rất đơn giản tu vi của hắn quá thấp từ điểm đó mà nói pháp binh này thật ra so với đoạn kiếm gãy hiện nay cũng không có gì khác nhau dù sao hắn cũng không có cách nào thi triển hết uy lực của nó. Lăng Hàn nhìn trái nhìn phải, hết sức hài lòng, thanh kiếm này có thể đi kèm theo hắn đến bậc thang thứ hai của tiên đồ. Buông kiếm xuống, một giọng nói bình tĩnh vang lên ở sau lưng Lăng Hàn. a à, trước đó có người bảo hắn bỏ thiên văn ngọc xuống. Lần này lại có người bảo hắn thả thanh kiếm xuống. Hắn là trêu ai ghẹo ai chứ? Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy trong đại điện có 9 người tiến vào. Trong đó 8 người hắn đều có chút ấn tượng. Đó đều là những người trước đó giao đấu cùng nam tử Ngũ Văn may mắn kia. Lúc trước bọn họ chật vật chạy đi, hiển nhiên là mời người tới giúp đỡ. Người thứ chín này thật ra tương đối trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có khoảng 27, 28 tuổi, toàn thân mặc y phục màu xanh, tản ra khí chất hơn người. A, à, không phải hắn. Trong 8 người đó, lập tức có người lắc đầu, thật sự không là hắn, chỉ có điều, kiếm vẫn đúng. 8 người mồm năm miệng 10 nói. Người trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh này liếc mắt nhìn Lăng Hàn, nói. Nếu ngươi đã không phải là người kia, để kiếm lại, có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Hình như, ta chắc hẳn còn phải cảm ơn ngươi đi. chương 3849, lại một một gia tộc ẩn thế một. Người trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh cũng cười. Quả thật, con người của ta tương đối dễ nói chuyện. Nhưng ngươi nếu như không thức thời, ta cũng sẽ trở nên đặc biệt khó nói chuyện. Ta thật sự vẫn muốn biết một chút, lăng hàn nói lớn mật người có biết hạo thiếu của chúng ta là ai không trong tổ tám người lập tức có người trách cứ lăng hàn hạo thiếu của chúng ta nếu như xuất thế hồng thiên bộ cũng chỉ có thể đứng sang một bên lại có người nói lăng hàn không khỏi bật cười người này khẩu khí thật là lớn tuy rằng hắn và hồng thiên bộ sớm muộn sẽ có lúc phải đánh một trận nhưng hắn đối với thực lực của hồng thiên bộ vẫn tương đối thưởng thức đánh một trận trong cùng giai lăng hàn nắm chắc giành được phần thắng bưng kém một cảnh giới lớn, vậy phần thắng của hắn lại cực cực nhỏ. Trên thực tế, ý nghĩ như vậy nếu như để cho người khác biết được, nhất định sẽ có rất nhiều người nói lăng hàn nói khoác không biết ngược. Đây chính là hồng thiên bộ, được gọi là yêu nghiệt ép trời. Người không chỉ cho rằng cùng dai có thể bại, hơn nữa nhảy qua một cảnh giới lớn lại còn có một chút phần thắng sao. Ha ha, lăng hàn gật đầu, nói, lợi hại như vậy, ta nhất định phải lĩnh giáo một chút. Hạo thiếu, người trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh nhìn lăng Hàn. Một lát sau, hắn a à một tiếng, nói: "Ngươi chính là Lăng Hàn?" Ừ, mắt Lăng Hàn híp lại một cái, "Ta đã nghe nói qua về ngươi, được gọi là Hồng Thiên Bộ thứ hai." Hạo thiếu này lắc đầu, chẳng qua là một đám ếch ngồi đáy giếng, căn bản không có nhìn thấy thiên tài chân chính, lại nói rằng là yêu nghiệt ép trời gì đó. "Được, bản thiếu để nô hươi biết, cái gì mới là yêu nghiệt chân chính." Hắn bước ra một bước, đạp ở trên mặt đất, nhất thời toàn bộ mặt đất đều giống như run rẩy một cái. Có khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong cơ thể hắn còn có ánh sáng rực rỡ điên cuồng phun ra, hình như cất giấu bảo vật gì đó. Minh Văn Cảnh, ở trên cơ quan nội tạng bên trong thân thể có ấn xuống đường vân của đại đạo. Lam Hàn kinh ngạc, trước đó nói, Minh Văn Cảnh hoàn toàn chính là hiếm có giống như lông phượng và sừng lân. Cũng chỉ có bốn đại soái Hồng Thái Sư còn có mấy vị hoàng tử thứ tự sát đầu, thực sự có thể đếm được ở trên đầu ngón tay nhưng còn bây giờ thì sao? Ngoại trừ bốn đại soái bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ ra, mấy vị hoàng tử đều đã bước vào khai khiếu cảnh. Thậm chí đại hoàng tử còn trở thành cường giả tầm bí cảnh. Còn có yêu tộc, Minh Văn Cảnh không nói chộp một cái được một đống, nhưng số lượng cũng phải tính bằng trăm. Đi ra một chuyến, thật ra, có người miền núi bình thường ăn bảo quả, trực tiếp thành tựu Minh Văn Cảnh. Thoáng cái, Minh Văn Cảnh hình như lật úp, không còn cao cao tại thượng giống như trước kia. Người hạo thiếu này, tất nhiên cũng là minh văn cảnh. Nhưng người này rõ ràng không phải ăn cường nguyên quả cứng rắn thăng cấp lên. Khí thức của hắn cường đại lại vững chắc, hiển nhiên là do khổ luyện mới thành. Thiên tài như vậy tuyệt đối không thể từ trong không trung xuất hiện. Ánh mắt lăng hàn nhất thời sáng lên, nói, gia tộc ẩn thế, hạo thiếu này ngẩn người ra, còn không có chờ hắn nói, tám người khác lại chấn động kinh ngạc. Làm sao người biết, lục gia chúng ta đã ẩn thế hơn hai ngàn năm, không nghĩ tới lại còn có người biết được. Tiểu tử, Người rốt cuộc là ai? Lang Hàn không khỏi mỉm cười. Cái này gọi là bằng hữu heo trong đội sao? Lục Hạo hừ một tiếng, nói: Không nghĩ tới người còn biết gia tộc ẩn thế. Lang Hàn gật đầu. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có người của Kim Gia là gia tộc ẩn thế, không nghĩ tới còn có gia tộc khác. đã có hai gia tộc này, vậy nói không chừng còn có thể có di tộc thứ ba, gia tộc thứ tư. V, V. Nếu như người đã biết chúng ta tới từ gia tộc ẩn thế, cũng nên hiểu rõ chúng ta mới là chúa tể của tinh thể này tất cả di thích cổ đều thuộc về chúng ta. Lục Hạo nói, a, à, da mặt của ngươi cũng thực sự đủ hậu, đầu tiên là kim thiếu kiếm, tự cho mình là đúng. Lục Hạo này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lăng Hàn lắc đầu, nói, gặp qua không ít người vô sỉ, ngươi có thể được tính là một người trong đó. Lớn mật, Lục Hạo khẽ quát một tiếng, một trường vung lên, đánh về phía Lăng Hàn. Xoạt, một đạo kình phong xẹt qua, mang vào năng lượng cấp độ cao màu lam đậm, hóa thành một cây đao, nhanh chóng chém qua lăng hàn ngưng tụ thành quyền đón đánh cũng đánh ra một đạo kinh khí ầm hai đạo kinh khí va chạm vào nhau tạo ra sóng địa chấn mãnh liệt nhất thời khiến tất cả bàn ghế trong cung điện nổ nát bấy sao lục hạo lộ ra vẻ kinh ngạc một đòn này tất nhiên không có thể chiếm được thượng phong khiến cho hắn vô cùng bất ngờ hắn mặc dù chỉ là nhị văn nhưng chiến lực đã vượt qua ngũ văn đỉnh phong nếu không hắn cũng sẽ không có lòng tin tràn đầy như vậy cho rằng hồng thiên bộ cũng không phải là đối thủ của hắn dĩ nhiên hắn tuyệt không tin hồng thiên bộ nắm giữ năng lực chiến đấu vượt qua cảnh giới lớn không chỉ là hồng thiên bộ mà là không ai có thể làm được lang hàn tất nhiên có thể chống lại một đòn tiện tay của hắn điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc thật sự có tài thảo nào dám làm càn ở trước mặt bản thiếu lục hạo lạnh lùng nói nhưng hắn vẫn vô cùng có lòng tin bởi vì vừa rồi hắn căn bản không có vận dụng toàn lực lang hàn lắc đầu muốn đánh thì đánh nhanh một chút không nên lề mề ta không có khả năng tới xem ngươi biểu diễn. Lục Hạo nhìn lăng hàn, một lát sau hắn nói: ngươi được gọi là Hồng Thiên Bộ thứ hai, hơn nữa quả thật có chút thực lực. vậy bản thiếu thu phục ngươi, lại chăm sóc dậy bảo ngươi một hồi, cho ngươi đánh bại Hồng Thiên Bộ. lúc này mới có thể cho thấy sự cường đại của bản thiếu. Hạo thiếu, ngươi thực sự quá anh minh rồi. đám người bên cạnh vội vàng vuốt mông ngựa, ha ha, một tên thủ hạ của Hạo thiếu cũng đánh bại Hồng Thiên Bộ vậy người đời đều sẽ khiếp sợ sự cường đại của hảo thiếu thực sự chờ mong hồng thiên bộ chó má gì chứ lại dám tự phong là yêu nghiệt ép trời đã hỏi qua hảo thiếu chúng ta chưa có người lại nhìn về phía lăng hàn quát tiểu tử hảo thiếu nhà chúng ta nguyện ý thu ngươi làm thủ hạ còn không nhanh chóng qua quỳ cảm ơn ngươi phải biết rằng hảo thiếu chúng ta lại là người rất hào phóng bình thường sẽ ban bảo quả công pháp bí thuật cho thủ hạ đây chính là phúc vận cực lớn của ngươi chương 3850, lại một một gia tộc ẩn thế, hai. Mau tới bái tạ, những người này mồm năm miệng mười nói, hình như cho rằng làm chó của Lục Hạo là một chuyện thực sự vô cùng may mắn. Lang Hàn không khỏi lắc đầu, ha 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 ha, thực sự buồn cười, mấy kẻ ếch ngồi đáy giếng lại kêu gào nhảy nhót, nhanh lên một chút, muốn đánh nhau thì ra tay đi, không đánh ta còn muốn kết thúc công việc, không rảnh lãng phí thời gian với đám cặn bã các ngươi. Hư, dám từ chối lòng tốt của bản thiếu, người nhất định sẽ hối hận. Lục hạo lạnh lùng nói, hắn xông qua, veo, hắn bất chợt bắn ra với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh. Chỉ nháy mắt hắn lại đi đến trước mặt Lăng Hàn, một trường bổ tới. Lăng Hàn cũng triển khai thân pháp, cùng lục hạo tiến hành va chạm. Âm âm âm, hai người ngươi tới ta đi. Sau vài lần, bọn họ lại đánh ra toàn lực, nhưng lực lượng của hai người tương đương. Chỉ là va chạm như vậy, phải xem ai có bí lực, thể lực mạnh hơn, có thể chống đỡ được thời gian dài hơn. Phèo, Lục Hạo lui trở lại, hắn nhìn Lăng Hàn, nói: "Ngươi là tu vi mấy văn, lại có thể ở dưới tay của ta chống đỡ lâu như vậy?" Lăng Hàn cười ha hả, cũng không có nói ra tu vi của mình. Dù sao hắn nói thật cho biết đối phương biết, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì? Có người có thể vượt qua một cảnh giới lớn, đánh cùng hắn lại không phân thắng bại. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chiến là được, không cần nói thừa nhiều như vậy đi." Hắn chủ động xông ra, Lục hạo này có thể nói là một đối thủ rất tốt, nắm giữ thực lực quét ngang minh văn cảnh, so sánh với hắn, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Gia hỏa thật điên cuồng, lục hạo cắn răng, hắn tất nhiên cũng sẽ không kinh sợ, cùng lăng hàn tiếp tục đánh. Lục hạo này quả thật rất mạnh, các môn bí thuật ùn ùn đánh ra, khiến cho lăng hàn đánh vô cùng đã nghiền. Vút, phía xa có một đạo pháo hoa chấp động, lục hạo liếc mắt nhìn tới, sau đó lập tức ngừng lại, nói. Coi như người gặp may mắn lần sau lúc gặp lại, nếu không thần phục, ta liền giết chết ngươi. Nói xong hắn liền dẫn theo tám người khác vội vàng rời đi, giống như xảy ra chuyện gì không tốt. lang Hàn không truy kích, hắn lười lãng phí thời gian, hắn vừa rồi tuy rằng toàn lực ứng phó, nhưng cũng không có dùng tới tuyệt chiêu. Không nói gì khác, tuyệt đối công bằng vừa ra, bảo đảm trong vòng 10 chiêu có thể giải quyết đối phương. Phụ thân, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt đi. Nhị Hoa chỉ vào phía xa nói đó chính là phương hướng lúc trước pháo hoa phát ra. Lang Hàn gật đầu, nơi đó có khả năng có bảo vật xuất thế, mới có thể khiến cho những người khác của Lục gia phát ra tín hiệu triệu hồi Lục Hạo qua đó tham dự tranh đoạt. Hắn cũng xuất động. ở đây các cung điện đều được xây dựng ở trên vách đá, căn bản không có đường nào có thể đi, chỉ có thể leo tường lên trên, vô cùng nguy hiểm. Một người lớn bảy trẻ nhỏ đều leo tường, điều này đối với bọn họ mà nói tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Con heo háo sắc lại bị lang hàn ném vào trong dưỡng nguyên hồ lô Rất nhanh, bọn họ lại tới nơi tòa cung điện này Trước cung điện phương có một quảng trường cực lớn Mà bây giờ trên quảng trường đang có hai phe đang rằng co Số lượng người cũng không ít Một bên có 22 người Một bên lại là 25 người Lang hàn không khỏi kinh ngạc Một bên là kim gia, một bên là lục gia Hai đại gia tộc ẩn thế đối mặt Hai bên cũng không kéo bè kéo lũ đánh nhau mà là từng đôi từng đôi đấu với nhau, luân phiên ra trận. Hình như bọn họ muốn lấy phương thức như vậy tới quyết định quyền sở hữu của tòa cung điện này, hoặc là quyết định tỷ lệ phân phối bảo vật. Lăng Hàn nhìn một chút, phát hiện ra mấy tồn tại cường đại. Bốn khai khiếu cảnh, kim gia, lục gia mỗi bên có hai người, nhưng hai người bên lục gia đều là người già, bên kim gia lại là một già một trẻ. Lăng Hàn gật đầu, lúc này mới có chút giống như là gia tộc ẩn thế. Bằng không ngay cả vài cường giả trẻ tuổi cũng không có, còn không biết xấu hổ tự xưng là người thừa kế của văn minh đời trước chỉ là nhìn bọn họ chiến đấu lăng hàn tuy rằng tự thừa nhận về chiến lược thua bốn người này nhưng bọn họ hoàn toàn không thể nói là thiên tài chính là tu vi cao nếu như đánh một trận cùng dai cũng chỉ là bình thường mà thôi đây cũng là nguyên nhân do gia tộc ẩn thế nắm giữ rất nhiều tài nguyên tu luyện mới khiến cho bọn họ có thể ở trên phương diện cảnh giới đột nhiên tăng mạnh ở trong đầu lăng hàn suy nghĩ một chút nếu như mở tuyệt đối công bằng có thể ở trong vòng 10 phút đánh bại bốn người này hay không? Đáp án là khẳng định, nhưng vấn đề là bốn người này không trốn, lại ở trong trận cùng hắn liều chết. Nhưng điều này cũng quá khó khăn, sau khi Tu Vi bị áp chế, bốn người này chẳng lẽ không chạy sao? Lại phạm vi 10 trượng, Lăng Hàn phải đồng thời đánh ngã bốn người. Độ khó này có hơi cao, chỉ cần ra trận pháp, có thể hao tổn thời gian, kéo dài tới khi trận pháp tiêu hao hết. Lăng Hàn hiện nay vẫn không có cách nào đánh ngã tồn tại khai khiếu cảnh. Cho nên, nếu như ra tay, vậy nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân đánh ngã tất cả bốn người. Lăng Hàn suy nghĩ, trước hết xông lên đánh nổ một người, sau đó nhanh chóng đuổi theo người thứ hai, điều này cũng là có thể. Như vậy, lại lấy Thiên Văn Ngọc đập ngã một người. Bảy nữ hài tử cản trở đánh ngã một người, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, thế nào lại chỉ nghĩ tới bản thân mình? các nữ hài tử nào không có một người nào có năng lực chiến đấu vượt cấp sao. Chỉ cần cảnh giới giống nhau, mỗi người các nàng đều có sức sống mạnh mẽ. Ừ, bốn đối thủ hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù là tám người cũng có thể một đấu một, ách, với điều kiện thất hoa không đột nhiên lăn ra ngủ. Nghĩ như vậy, Lăng Hàn đã hoàn toàn nắm chắc. Hắn đưa ánh mắt nhìn tới tòa cung điện này. Nơi này không bình thường, đứng sừng sững ở chỗ cao nhất trên vách núi, dường như muốn đón mặt trời lên. Cửa cung cũng không giống với những nơi khác, đóng thật chặt. Hai ngục thất chấn thủ ở cửa tê tản ra uy lực mạnh mẽ dữ dội, giống như là vật còn sống. Lục Hoa, thử xem có thể đi vào hay không. Hắn nói, được, phụ thân, Lục Hoa xuất động, sau đó cũng không có động tính gì. Không ai có thể nắm bắt được quý tích của nàng, có lẽ còn đang ở tại chỗ, có lẽ đã tiến vào cung điện. mươi 3851, Điện Tế Tự. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy may mắn. Thật may lục hoa không có khuyết điểm của thất hoa, nếu không nàng hăng hái nhất là ngủ, ai cũng không có khả năng phát hiện, trăm phần trăm sẽ để mất nàng. Một lát sau, lục hoa trở về, thật ra là cái dạng này, vút, một trái cây màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện, rơi trên mặt đất. Sau đó liền nghe lục hoa nói, phụ thân, bên trong là một tế đàn, phía trên bầy rất nhiều cống phẩm, chỉ là điều có rất nhiều trận pháp bảo vệ, ta chỉ có thể lấy được ở phía dưới. Lục hoa ẩn thân có một đặc điểm, nếu như món đồ nào đó có thể hoàn toàn bị nàng bao vây lại, có thể nắm giữ đặc tính ẩn thân, không chỉ nhìn không thấy, còn có thể xuyên tường các loại. Bao vây thế nào, nhỏ một chút liền lấy tay cầm lấy, lớn một chút lại nhét vào trong miệng, lăng hàn nhìn trái cây này, có kích thước chừng hột đào. Lấy bàn tay nhỏ bé của lục hoa căn bản không có khả năng cầm được. Nhìn lại phía mặt trên còn có chút nước bọt, cái này hoàn toàn có thể khẳng định, đây là lục hoa ngậm đi ra. Không có việc gì, giả một cái là tốt rồi đây là địa linh quả nhị oa liếc mắt thoáng nhìn có thể nâng cao thể chất trên lý thuyết tới chỉ cần có đầy đủ địa linh quả có thể nâng cao thể chất của một người bình thường lên tới trình độ chuẩn thần thể lang hàn biết thần thể là cái gì không chỉ tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người hơn nữa trời sinh nắm giữ thần thông nhưng thần thể bình thường là trời sinh hậu thiên mặc dù cũng có thể tạo nên nhưng còn xa mới bằng được thần thể tiên thiên trái cây kia quả thực có thể khiến cho người ta đạt được trình độ chuẩn thần thể quả thật không tầm thường. Phụ thân, chúng ta đều là thần thể trời sinh, địa linh quả này chỉ có thể để cho phụ thân ăn. Đại hoa lấy trái cây lên, thuận tiện một cước đá bay con heo háo sắc. Gia hỏa này tự nhiên âm thầm bỏ qua, muốn len lén ăn quả. Nhưng nó cũng không suy nghĩ một chút, lấy dáng người mập như nó, đi một bước sẽ nghỉ ba bước, dụng ý tất nhiên bị người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngay. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tạm thời thu địa linh quả vào trong hồ lô, cái này có thể ăn sau, cũng không vội. Bên kia, hai nhà kim, lục cũng đánh xong, bọn họ hình như đạt được nhận thức chung nào đó, liên thủ đi về phía cửa lớn của cung điện. Lăng Hàn đang định ra tay, lại bị lục hoa ngăn lại. Phụ thân, người xem trước đã, hì hì, lục hoa vẫn rất đáng tin. Lăng Hàn liền theo lời của nàng không hề có động tác, mà kiên trì nhìn. Người của hai nhà kim, lục tới lối vào của cửa cung điện, bắt đầu đi nghiên cứu xem làm thế nào mở ra được cửa lớn. Nhưng sau khi thử một hồi, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ quỷ dị hiện lên. Hai ngục thất bằng đá chấn dư ở cửa tự nhiên sống lại xông qua. Vèo, vèo, hai ngục thất bằng đá lập tức chém giết về phía đoàn người, nhất thời dẫn phát hỗn loạn lớn. Tình huống gì vậy, thế nào tảng đá lại đột nhiên cử động? a à, thật là lợi hại, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời có mấy người bị đập thương, chấn động bay ra ngoài. Thật may, bốn gã khai khiếu cảnh của hai nhà đồng thời ra tay, ra tay chấn áp về phía hai ngục thất bằng đá này ngục thất bằng đá cũng là tu vi khai khiếu cảnh bởi vậy cục diện lập tức trở nên ổn định bên phía nhân loại này chiếm ưu thế là có hơn hai khai khiếu cảnh ưu thế của ngục thất lại là bọn họ không phải thể sinh mạng mà là làm bằng tảng đá hoàn toàn không có điểm yếu hại không sợ bị công kích hai bên đại chiến kịch liệt vô cùng lang hàn nhìn thấy được bốn khai khiếu cảnh này ngay từ lúc đầu vẫn giữ lại nhưng sau khi bị ép lại là không thể không lấy ra tuyệt chiêu ba lão nhân cũng chỉ sôi trào huyết khí nhưng này người trẻ tuổi lại trực tiếp lấy ra một phù binh hóa thành một con chiến tượng cùng ngục thất đá chiến đấu kịch liệt đó là phù binh tầm bí cảnh một lấy ra lại chiếm thượng phong tuyệt đối rất nhanh lại chân áp được một con ngục thất bằng đá ba lão nhân liên thủ tốn chút thời gian cuối cùng cũng chân áp được một ngục thất bằng đá khác lang hàn thấy rõ ngục thất bằng đá này là do trận pháp huy động nhưng bây giờ uy lực của trận pháp này khẳng định không thể so sánh được với trước cho nên chiến lược của ngục thất bằng đá cũng chỉ có khai khiếu cảnh nếu không ở đây có thiên văn ngọc lại có pháp khí cấp nhị tinh dùng để trấn thủ trận pháp cung điện tế tự tất nhiên chỉ có thể phát huy ra tu vi khai khiếu cảnh ở trong văn minh đời trước dưới tiên đồ có thể hoàn toàn không được gọi được là cao thủ người bày ra trận pháp lẽ nào chỉ dùng để phòng mấy kẻ trộm nhỏ thôi sao phụ thân chúng ta động thủ đi đại hoa hăng hái bừng bừng bạo lực điên cuồng đã hừng hực phát tác lăng hàn cười nói được hắn liền nhảy ra bảy nữ hài tử lại đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp tiến về phía trước. Nhưng mà, theo những người khác, thế trận này lại tức cười khiến người ta nói không nên lời. Tình huống gì, một người tuổi còn là nam nhân trẻ tuổi dẫn theo sáu tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác đi tới. Đây cũng không phải là đường cái, mà là di tích cổ. Người của hai nhà kim, lục nhìn lăng hàn, sắc mặt đều rất cổ quái. Lăng hàn, nhưng sau khi khiếp sợ, những người này đều nhận ra được lăng hàn. Trước đó Lăng Hàn lại có danh tiếng chấn động đế đô, bất luận là hồng thái sư tức giận oán giận hay tình yêu cùng bích tiêu công chúa cũng làm cho thanh danh hắn vang dội gia tộc ẩn thế cũng chỉ là giấu mình mà thôi cũng không phải hai lỗ tai đều không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ thật giỏi lại dám theo dõi bản thiếu lục hạo lập tức lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ đi nhanh về phía lăng hàn ta đã nói rồi nếu để cho ta nhìn thấy ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là làm thủ hạ của ta hoặc là chết lăng hàn thở dài nói Ta phát hiện gia tộc ẩn thế các ngươi đều có cùng một đặc điểm, chính là da mặt dày, cảm giác bản thân cực kỳ tốt. Làm càn, người của hai người kim, lục đồng thời quát, bọn họ lại là gia tộc ẩn thế, người thừa kế văn minh đời trước, người thừa kế thiên hải tinh chính thống nhất. Ngươi là một tên nhà quê, dám làm càn ở trước mặt bọn họ. Nhìn ngươi mạnh miệng như thế, hiển nhiên là không muốn đầu nhập vào bản thiếu. Lục hạo xông qua, một trường đánh về phía thiên linh cái của Lăng Hàn, đây là hạ quyết tâm muốn giết hắn. Chương 3852, đập chết. lang Hàn hừ một tiếng, phải giơ tay lên, đã ném Thiên Văn Ngọc ra ngoài. Thời gian trên đường đi tới đây, vẫn luôn sử dụng niệm lực tác động đối với Thiên Văn Ngọc, đã ép trọng lượng của Thiên Văn Ngọc đến khoảng 3 cân. Vừa ném một cái, nhất thời phát ra tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh, sau đó còn đang tăng nhanh. Gấp 7, 8 lần, 9 lần, dưới tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh, Thiên Văn Ngọc xuyên qua không trung lao về phía Lục Hạo. Tốc độ này nhanh đến quả thực giống như lưu quang, lấy thực lực lục hạo bây giờ, chỉ là gấp 6 lần vận tốc âm thanh, hắn còn có thể ngăn cản được. Nhưng 9 lần vận tốc âm thanh lại khiến cho ánh mắt hắn cũng rất khó nắm bắt. Chỉ có điều, thiên tài dù sao cũng là thiên tài. Hắn vẫn miễn cưỡng đưa tay phải chắn ở trước người, vút, chỉ thấy huyết quang chợt hiện, nếu như có thể giảm bớt thời gian xuống gấp một vạn lần, liền có thể nhìn thấy rõ ràng, cánh tay ngăn cản ở trước người lục hạo đột nhiên nổ tung. Thiên Văn Ngọc với thế không thể ngăn cản, căn bản hoàn toàn không có giảm tốc độ, lại đánh vào ngực Lục Hạo. Sau đó cả nửa người Lục Hạo đều nổ tung, đây chính là đạn vạn cân nặng, căn bản không sử dụng khiến cho đầu nhọn. Thậm chí, mặt tù càng có thể tăng lực phá hoại, hình thành hiệu quả xé rách khủng khiếp, khiến cho ngực Lục Hạo không phải có thêm một cái lỗ, mà là nửa người trên đều bị xé rách. Phút phút phút, chỉ thấy nửa người dưới của Lục Hạo vừa đang chạy, còn vừa phun máu cảnh tượng này khiến người ta nhìn lại cũng thấy khiếp sợ trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người ở đó lặng ngắt như tờ tình huống gì vậy lục hạo tuy rằng không được gọi là tuyệt thế cao thủ nhưng chiến lực đã là minh văn cảnh tuyệt đỉnh lại bị lăng hàn giơ tay lên ở trong nháy mắt liền giết chết hơn nữa còn bị chết thê thảm như thế điều này bảo người ta tiếp nhận thế nào lẽ nào thực lực của lăng hàn đã bước vào khai khiếu cảnh hạo nhi lão nhân khai khiếu cảnh bên phía lục gia lớn tiếng khóc lóc thảm thiết đây chính là thiên tài của lục gia bọn họ. Tuy rằng tu vi tạm thời vẫn không thể so sánh với kim thiếu hoàng, nhưng kém chỉ là cảnh giới, mà không phải là thiên phú. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị người ta một đòn giết chết trong nháy mắt, thằng danh con, người đâm đầu vào chỗ chết, hắn tức sùi bọt mép, trên trán lại nổi gân xanh giật không ngừng. Thần sắc lang hàn lãnh đạm thản nhiên, đối với người muốn giết ta, ta chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình. Trong khi hắn nói chuyện, thiên văn ngọc hình như mọc cánh, từ trong không trung lại bay trở về. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy, hai mắt nhìn chằm chằm. Phải biết rằng đó là người tu luyện ra niệm lực có thể cách không lấy vật. Tuy nhiên cũng không có khả năng chạm đến khoảng cách như vậy xa. Bọn họ tất nhiên không biết, đây là lục hoa ôm thiên văn ngọc. Chỉ là ai cũng không nhìn thấy được lục hoa mà thôi. Lăng Hàn vươn tay ra, thu hồi thiên văn ngọc lại, một lần nữa rót niệm lực vào, khiến nó trở nên nhẹ hơn. Hắn cũng thật sự không ngờ, uy lực một đòn này chính là khủng khiếp như vậy. Trước đó hắn lấy niệm lực huy động phi kiếm cũng một cái đại sát khí. Nhưng so sánh với lực sát thương của Thiên Văn Ngọc, tranh lệch không có khả năng lớn được như vậy. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thiên Văn Ngọc lại là nguyên liệu cấp nhị tiên tinh, là trên tiên đồ. Nguyên liệu tiên nhân người ta sử dụng, tinh sát chế tạo phi kiếm bình thường có thể so sánh được sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, lấy tốc độ 9 lần vận tốc âm thanh đập xuống thứ nặng vạn cân, hơn nữa chỉ lớn bằng nắm tay vậy lực phá hoại kinh khủng tới mức nào thảo nào văn minh đời trước cũng không phát triển ra khoa học kỹ thuật dựa vào súng gì pháo gì có thể so sánh cùng vũ khí như vậy hơn nữa lăng hàn hiện tại mới là cực cốt cảnh cách tiên đồ cũng vô cùng xa xôi thiên văn ngọc cũng chỉ là cấp nhị tiên tinh nếu thật sự để cường giả tuyệt thế ra tay vậy có thể trong lúc phất tay đánh nổ một viên tinh thể hay không bốn đại khai khiếu cảnh đều nhìn lăng hàn có một loại cảm giác tim đập nhanh một đòn này nếu như đập về phía bọn họ, bọn họ có thể chống đỡ được, có thể trốn được sao? Bốn người đều không dám nắm chắc, nếu thật sự muốn chờ công kích đánh ra, vậy chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, dưới tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh căn bản không tránh được. Cứng rắn chống đỡ, chắc hẳn cũng chỉ có kết cục bị đánh nổ. Muốn tránh, cũng chỉ có nhìn chằm chằm vào tay của Lăng Hàn, ở trong nháy mắt khi hắn dơ lên phán đoán phương hướng công kích, do đó sớm tiến hành né tránh. Thiên Văn Ngọc, Khai khiếu cảnh của Lục Gia cắn răng nói, hắn là người gia tộc ẩn thế, đương nhiên nhận được loại bảo vật này. Hóa ra, người chính là hung thủ sát hại thiếu kiếm. Kim Thiếu Hoàng đột nhiên mở miệng, sau khi Lăng Hàn đến khoảng cách nhất gần định, câu hóa trùng đột nhiên phản ứng, cho hắn biết, người đứng ở trước mặt hắn chính là hung thủ sát hại Kim Thiếu kiếm. A, à, Lăng Hàn kinh ngạc, đối phương đây là lừa hắn sao? Nhưng nhìn biểu tình của đối phương, lại rõ ràng là vô cùng khẳng định hoặc là bản lĩnh diễn kịch của đối phương quá tốt hoặc chính là trên người đối phương có bảo vật gì có thể từ trên thi thể người tìm ra manh mối nhắm thẳng vào hung thủ thật thú vị hắn cười nhạt ta đã nói rồi ai muốn giết ta ta giết kẻ ấy vậy bản thiếu hiện tại muốn giết ngươi ngươi chẳng lẽ còn có thể giết bản thiếu được sao kim thiếu hoàng đi về phía lăng hàn toàn thân có ánh sáng điên cuồng phun ra có một loại khí thế khó có thể nói rõ lăng hàn đứng chắp tay nói ngươi có thể thử xem Kim Thiếu Hoàng cũng không sốt ruột phóng người ra, hắn là đang kiêng kỵ thiên văn ngọc trong tay lăng hàn. Tốc độ này đập tới quá nhanh, hắn tuyệt đối không thể động trước, nếu không cho dù bắt được quỹ tích ra tay của lăng hàn, hắn cũng không có cách nào đúng lúc di chuyển thân hình. Trong vòng 10 chiêu, ta liền lấy tính mạng của ngươi, ngươi có tin hay không? Lăng hàn thản nhiên nói, Kim Thiếu Hoàng vừa nghe, không khỏi bật cười, đây là một chuyện cười trong thiên hạ, hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, trong ánh mắt có ánh sáng rực rỡ quỷ dị đang nhảy nhót, sau đó nói. Ngươi chỉ có tu vi nhất cốt, cùng ta tranh lệch hơn hơn hai cảnh giới lớn. Đừng nói không phải là đối thủ của ta, còn muốn trong vòng 10 chiêu giết ta. Lăng Hàn mỉm cười, tới đây, ta dạy cho ngươi làm người như thế nào. Vô tri ngu xuẩn, Kim Thiếu Hoàng cũng chỉ có cách Lăng Hàn ba trường Hắn hừ một tiếng, tay phải đánh ra, chộp về phía Lăng Hàn. Đây chính là cường giả khai khiếu cảnh ra tay. ầm, um, một trường đánh ra, Nhất thời hình thành núi cao trùng điệp, trấn áp về phía Lăng Hàn. Tuyệt đối công bằng, chương 3853, xử lý toàn bộ. Lăng Hàn không chút do dự, phát động ra Tuyệt đối công bằng, đối phương đã đi đến khoảng cách chỉ còn có 3 trượng, đương nhiên đã nằm trong phạm vi công kích của Tuyệt đối công bằng. Hắn giết ra ngoài, yêu hầu quyền được phát động, 50 tầng lực chồng lên nhau. Sư tử vô thỏ cũng phải dốc toàn lực, hắn đã phát động Tuyệt đối công bằng thì phải một hơi xử lý toàn bộ bốn tên cường giả khai khiếu cảnh tuyệt đối không cho bất cứ người nào có cơ hội chạy thoát hắn giết ra ngoài vô cùng nhanh sắc mặt kim thiếu hoàng đại biến bởi vì hắn phát hiện ra tu vi của mình đã bị rút đến ngũ cốt ngũ cốt hắn là khai khiếu cảnh a lập tức bị giảm xuống cảnh giới ngũ cốt bảo hắn sao có thể không hoảng hốt cơ chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy mắt thấy một quyền của lăng hàn đã đánh đến hắn cũng không tiếp tục suy tư được nhiều chỉ có thể vung trưởng ninh tiếp bành lăng hàn đánh ra một quyền 50 tầng lực lượng trồng chất lên nhau, đây là lực lượng kinh khủng tới bực nào cơ chứ? Nếu không phải hắn còn chưa có nắm giữ hình thức công kích của Kim Thiếu Hoàng, như vậy nếu lại tăng thêm tần suất công kích, khi đó lực phá hoại sẽ còn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Dù là như thế, đây cũng không phải là công kích mà Kim Thiếu Hoàng có thể chống lại. Hiện tại hắn ta chỉ là ngũ cốt, ngũ cốt phổ phổ thông thông A. Bành, một quyền đánh qua, hắn đã bị đánh cho nổ tung, trực tiếp hóa thành mưa máu. Dựa vào, sao lại đánh nhau không lịch sự như thế cơ chứ? Lăng Hàn thử xuống tay, chỉ khi nào phát động công kích thì sẽ phải dùng xu thế lôi đình vạn quân để tiến hành quét ngang một loạt. Giết, hắn và bảy anh em hồ lô cùng nhau giết ra ngoài, mà người của hai nhà kim, lục vẫn còn đang ở trong trạng thái ngây ngốc. Chuyện gì xảy ra, trước đó không phải Kim Thiếu Hoàng đã nói Lăng Hàn chỉ vẻn vẹn là cực cốt cảnh sao? Sao lại một quyền đã đánh nổ tung Kim Thiếu Hoàng rồi chứ? Cực cốt cảnh có mạnh như vậy sao? ý nghĩ này còn chưa có chấm dứt thì lăng hàn cũng đã giết tới trong nháy mắt đã kéo phần lớn người vào trong khu vực tuyệt đối công bằng bao phủ a à, thất biến lăng hàn kinh ngạc phát hiện ra ngay cả mình tu vi cũng đã chịu ảnh hưởng bị mạnh mẽ giảm xuống còn hoán huyết cảnh rất đơn giản nơi này có tồn tại hoán huyết cảnh cho nên tuyệt đối công bằng là tuyệt đối công bằng cũng không phải dùng người thi pháp làm trung tâm lăng hàn cười nhạt một tiếng như thế này càng tốt hơn tất cả mọi người đều là hoán huyết cảnh mà hắn là thất biến ưu thế không thể nghi ngờ đã được tối đa hóa. Oanh, hắn phóng ra sát khí của bản thân, ba 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 ba, lập tức đã có mười mấy người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trợn trừng tròn xoe, mà bên trong miệng thì phun bọt mép ra, trực tiếp bị dọa ngất. Có hai người thảm hại hơn, mạnh mẽ giật mình mà chết. Dù là vậy ba tên khai khiếu cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào, chẳng ai thất thần cả. Ở trong hoán huyết cảnh, ai có thể chống lại lăng hàn cơ chứ? Lăng hàn giết tới, bành bành bành, Liên tiếp đánh ra ba quyền, ba tên khai khiếu cảnh đã bị hắn xử lý dễ như trở bàn tay. Cái này, trước đó còn suy tính nhiều như vậy, cần dùng đến tuyệt chiêu gì đó, kết quả thì sao chứ? Cũng không cần dùng đến Thiên Văn Ngọc, toàn bộ đã bị giải quyết vô cùng dễ dàng. "Cha, người thật quá mức." Đại Hoa oán giận nói. "Đúng vậy, sao người lại xử lý bốn kẻ mạnh nhất rồi chứ? Cũng không để lại cho chúng ta một người nào cả." Nhị Hoa cũng nói. Lăng Hàn cười một tiếng, nói: dưới tuyệt đối công bằng, mọi người đều bị kéo xuống hoán huyết cảnh, khai khiếu cảnh cũng không có khác nhau với hoán huyết cảnh, nào ai mạnh không mạnh cơ chứ. Cũng đúng a, à, bảy em bé nhìn lẫn nhau, nhao nhao gật đầu, các nàng lần nữa giết ra ngoài, bắt đầu thu hoạch. Rất nhanh, người hai nhà Lục, Kim đã bị xử lý toàn bộ. Tâm tình của Lăng Hàn không có chút dao động nào cả, ở bên trong đồng thế giới này hắn đã sớm quen thuộc loại cảnh tượng này. Chỉ là bảy anh em Hồ Lô cũng không dao động. Dường như cũng không phải là lần thứ nhất trải qua loại cảnh tượng này. Lúc này mới rung động, nói: "Hiện tại các ngươi có cảm nhận thế nào?" "Không có gì cảm nhận gì nha." Đại Hoa ôm hai tay nói, Thất Hoa cũng nói, dường như có một trí nhớ mơ hồ, giống như trường hợp như vậy đã từng quen, chỉ là ở trong trí nhớ này. Khắp nơi đều là thần Phật tiên linh, cũng không phải loại cặn bã này. Rốt cuộc bảy đứa bé này có lai lịch gì? Lăng Hàn cũng không tin rằng các nàng chỉ là đơn giản là từ trong hồ lô đi ra mà còn có lai lịch càng thêm phức tạp. Có thể trí nhớ của các nàng đều đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ hơn 2.000 năm trước còn có người ở đây chăm sóc các nàng ở trong hồ lô. Thế nhưng đoạn trước đó thì cũng chỉ còn lại tin tức trống rỗng. Được rồi, có lẽ đợi khi các nàng lớn lên một chút, ký ức sẽ khôi phục cũng không nhất định. Lang Hàn đi đến trước cổng chính, nơi này bố trí một cái trận pháp, không theo giải trận pháp thì sẽ xúc động tới trận pháp, dẫn động hai con bệ ngạn bằng đá phát động công kích. Hắn nghiên cứu qua, trận pháp này hết sức phức tạp, nhưng bởi vì thời gian quá lâu hay là vì nguyên nhân gì khác mà đã bị phá hư nghiêm trọng, độ khó khi phá giải cũng không cao. Sau đó không lâu, Lăng Hàn nở một nụ cười. Xong rồi, hắn nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn lập tức mở rộng ra. Lăng Hàn mang theo bảy đứa bé cùng đi vào, chỉ thấy bên trong cung điện này có một cái tế đàn cực lớn, cao cao tại thượng, có một loạt bậc thang hơn ngàn bậc. Vừa đếm qua, 990 cửu dai, tranh lệch một dai mới tới một ngàn. Bên trên tế đàn có đặt 8 chiếc bàn, một ở trên cùng, 7 cái thì ở phía dưới thấp hơn một chút. Tế phẩm đặt vào trên mặt bàn đều là thần thánh trái cây, trải qua chỉ ít hơn 2.000 năm mà vẫn có mùi thơm thấm đẫm ruột gan phát ra, người một thoáng cũng làm cho người ta có loại cảm giác vũ hóa thành tiên. Đồ tốt à, lang hàn xoa xoa hai tay, nhưng cũng không có lỗ mãng tiến lên. Lục Hoa nói, phía trên kia còn có trận pháp áp chế. Hắn phát động nhãn thuật, cẩn thận quan sát, quả thực trận pháp này không có gì chỉ ít trong thời gian ngắn hắn không có cách. Nào suy nghĩ ra được một chút xíu môn đạo nào cả. Chỉ có thể dùng heo mập để tới thử. Lăng hàn sách sắc chư ra ngoài. Sắc chư lập tức liên tục vung vẩy bốn cái chân ngắn nhỏ ra ngoài, ý tứ là đau. mươi 3854, thiếu chút đã làm hỏng đại sự của ta. một ba Lăng hàn đã ném heo mập ra ngoài, nhưng có chút cổ quái là, cũng không có công kích gì đánh ra. Lăng hàn kinh ngạc, trận pháp này đã mất linh rồi sao? nhưng nếu mất linh làm sao lại có hiệu quả đối với lục oa cơ chứ cha trận pháp này không phải chuyên môn công kích mà là kết hợp một loại viễn cổ linh nào đó sinh ra uy áp đáng sợ khiến cho người ta khó mà động đậy được lục oa giải thích nói hiển nhiên uy áp đối với heo mập vô hiệu nó chậm rãi bỏ dậy sau đó đi một bước ngừng hai bước chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống phía dưới lang hàn cảm thấy kỳ quái hắn cũng đi lên phía trước vừa bước lên bậc thang thứ nhất thì lập tức áp lực như núi chân áp về phía hắn cứ như vậy thiếu chút nữa hắn đã phải quỳ xuống xương cốt trong cơ thể rung động phát ra tiếng đùng đùng hắn cắn răng lại bước về phía trước một trước lần này thì trên da lập tức có tia máu rỉ ra hắn vội vàng lui về phía sau chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức mặc dù xương cốt không có vỡ tạng khí không hỏng thế nhưng làn da đã bị thương rất nặng mà đây mới chỉ vẻn vẹn là bước lên hai bước mà thôi phải làm sao bây giờ hắn không lên được mà trận pháp này hắn cũng không có cách nào phá giải được Chẳng lẽ chỉ có thể để mặc như vậy hay sao? Cũng không bỏ được a, à, nhìn trên tế đàn mà xem, nhìn từng trái bảo quả trải qua ngàn năm mà không hỏng, riêng điểm này đã chứng minh giá trị của nó rất phi phàm. Lăng Hàn lần nữa bước lên một bước, áp lực như núi lập tức đánh tới, hắn không tiếp tục động đậy mà mạnh mẽ thừa nhận áp lực như vậy. Hắn phát hiện ra, làm như vậy có thể rèn luyện thể phách. Tử hoàng phong mật đã bị dùng hết, hiện tại thể phách Lăng Hàn tăng lên rất chậm, mặc dù loại áp lực cường đại này không so được với tử hoàng phong mật thế nhưng vẫn có thể xúc tiến thể phách của hắn tăng lên. Hắn cứ đứng tại đó, cũng không cần bí lực, chỉ dựa vào thể lực và ý chí để trèo chống. Thế nhưng mới 10 phút đồng hồ thì hắn đã cảm giác được áp lực cực lớn khiến cho hắn muốn lui ra ngoài. Nhưng mà, bước chính mình đến cực hạn, đối với việc tăng thể phách lên sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn cưỡng ép chống đỡ, thứ mà hắn dựa vào lúc này chính là ý chí. Gần nửa ngày sau, cuối cùng lăng hàn đã đạt đến cực hạn, hắn lui về phía sau một bước. Đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. "Cha, con đói bụng, cha, con muốn ôm một cái." Mấy anh em hồ lô nhao nhao xông tới, liên tục mở miệng nói chuyện. Lăng Hàn chuẩn bị đồ ăn, còn phải dỗ dành trẻ con, so với luyện thể vừa rồi còn mệt mỏi hơn. Thật vất vả mới chăm sóc xong toàn bộ, lúc này Lăng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghỉ ngơi một thoáng. Sau đó lại tiếp tục đi đến bậc thang để tiến hành luyện thể. Đây đúng là một loại ma luyện cực tốt khiến cho thể phách của hắn tăng lên rất nhanh. Nhoáng một cái đã trôi qua hai ngày, mặc dù Lăng Hàn tu luyện ở chỗ này, thế nhưng bảy anh em hồ lô cũng không có nhản rỗi, từng bước từng bước tìm kiếm trong cung điện. Thế nhưng tuy rằng khu cung điện này nhìn như bức, trên thực tế lại không có bao nhiêu đồ tốt. Lúc chủ nhân trước đó rời đi dã dọn sạch các đồ vật, cũng không có để lại bao nhiêu thứ tốt cả. Vì sao tế tự điện này lại còn nhiều như vậy cơ chứ? Rất đơn giản, đây là thứ cung cấp cho tổ tông hoặc là thần linh, dù có chân quý cũng không có khả năng mang đi, bằng không chẳng phải sẽ là đại nghịch bất đạo hay sao. Cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, nhị oa nhặt được một cái chùy màu vàng, khẽ huy động là có tiếng sấm sét chấn động, uy lực cũng không thể khinh thường. Đây là một cái pháp khí, thế nhưng chỉ là cấp bậc nhất tinh, nhưng ở trên tiên đồ, nếu lấy ra tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận cướp bóc rất lớn. Đến buổi chiều ngày thứ ba, rốt cục lại có người đến đây. Chi, cửa lớn cung điện được đẩy ra, một nhóm bảy người đi tới. Lăng Hàn nhìn lại, con người có chút siết chặt, thất hoàng tử, người cầm đầu chính là thất hoàng tử Trần Thái Thanh, mà phía sau hắn thì có sáu nam nữ đi theo. Trẻ có già có, có nam có nữ, nhưng đều là rất lại phía sau Trần Thái Thanh ba bước, trên mặt hiện lên vẻ rất là cung kính. Không nghĩ tới hắn lại gặp phải Trần Thái Thanh ở chỗ này. Ánh mắt thất hoàng tử đảo qua tế đàn, ánh mắt lập tức trở nên nóng như lửa. Bảo quả ở phía trên quá nhiều, quá chân quý, khiến cho hắn cũng không tự chủ được mà động tham nhiệm sau đó hắn nhìn về phía lăng hàn trên mặt lập tức xuất hiện vẻ âm trầm lăng hàn cô vương đã cảnh cáo ngươi nên giữ một khoảng cách với bích tiêu công chúa nàng cao cao tại thượng căn bản không phải là thứ mà ngươi có thể với tới thất hoàng tử từ, từ tốn nói sau khi dừng lại một chút thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo thế nhưng ngươi lại coi lời nói của cô vương trở thành gió thoảng bên tai lại nói khi hắn biết được tin tức bích tiêu công chúa qua đêm ở trong nhà lăng hàn Lúc đó trong lòng đột nhiên phẫn nộ, rất muốn vào tới làm thịt ra hỏa gan to bằng trời như lăng hàn. Ngươi là thứ gì chứ? Chỉ là chó mà Trần Gia nuôi, lại dám tranh nữ nhân với những hoàng tử như bọn hắn cơ chứ? Lăng hàn mỉm cười, bị bích tiêu công hung hăng chơi một vố, hiện tại bớ tê cay hắn cãi lại như thế nào cũng là vô dụng. Sẽ chỉ bị người ta tưởng rằng hắn được tiện nghi còn muốn khoe mẽ. Công chúa yêu tộc thật đúng là yêu nữ, lần sau gặp lại nàng, nhất định phải ấn nàng xuống hung hăng đánh đòn mới được sao ngươi lại dám nói chuyện với cha ta như thế? Đại Hoa nói như ông cụ non, đúng đấy, ở trước mặt cha ta phải khách khí một chút. Tứ Hoa hát đệm, còn không mau quỳ xuống, ngũ Hoa cũng nói theo, sắc mặt thất hoàng tử âm trầm như nước, lăng hàn lại để cho mấy đứa trẻ miệng còn hôi xưa ứng phó với mình, đây là miệt thị cỡ nào đối với hắn cơ chứ? Điện hạ, để cho ta tới giết hắn, ở phía sau hắn, một tên nam tử dáng người khỏe mạnh đứng dậy, chủ động xin chiến thất hoàng tử chậm rãi gật đầu, nói, tất cả mọi người phân tán một chút, quần áo trên người người này có kèm theo trận pháp, có thể bao phủ người đi vào, khiến cho cảnh giới bị hạ thấp xuống bằng mình. Vâng, điện hạ, năm tên nam nữ còn lại nhao nhao tản ra, tạo thành xu thế vây quanh. Trường 3855, thiếu chút đã làm hỏng đại sự của ta, hai. Lăng Hàn cười cười, nói với thất hoàng tử, điện hạ, chúng ta thực sự cần sử dụng bạo lực như thế sao? Thất hoàng tử dùng ánh mắt lạnh lùng, nói. Vốn cô Vương vẫn còn có một chút quý tài, cho nên cho dù ngươi đã từng thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự của cô Vương, lại giết người của cô Vương. Thế nhưng cô Vương cũng không có muốn giết ngươi, chỉ là người như ngươi căn bản chính là Bạch Nhãn Lang không thể nuôi được. Hôm nay như chưa trừ diệt ngươi, chẳng lẽ còn để ngươi làm hỏng đại sự của ta hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì a? À? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn phá hủy đại sự của Trần Thái Thanh này lúc nào, lại giết người của đối phương lúc nào cơ chứ? là chạm tay vào hôn sự với bích tiêu công chúa hay sao người cũng cao tuổi rồi có cần thiết như vậy hay không không đúng chuyện bích tiêu công chúa cũng không thể nói là đã từng cũng không thể nói là thiếu chút so với việc giết người không quan hệ với việc tán dóc linh tinh a à. nhưng trước đây hắn lại không có nửa xu quan hệ nào cùng thất hoàng tử sao đối phương lại nói như vậy ha ha hắn cười cười cũng lười đi suy nghĩ nhiều mà rời ánh mắt lên trên thân nam tử đang nhanh chân đi tới trước mắt nhãn thuật được phát động hắn nhìn thấy trên trái tim nam tử này có một đường vân. Minh văn cảnh, sau hoán huyết, cảnh giới võ giả đã rất khó phán đoán, nếu không trực tiếp giao thủ một chút thì sao có thể kết luận tu vi của đối thủ cơ chứ? Chỉ là lang hàn có được nhãn thuật, có được năng lực nhìn xuyên tường nhất định, khiến cho hắn có thể thông qua loại phương thức này để nhìn thấy rõ ràng. Cực cốt cảnh nhìn rõ xương cốt, mà minh văn cảnh thì nhìn đường vân bên trên tạng khí. Chỉ cần liếc mắt nhìn là thấy rõ, theo thiên địa nhanh chóng ra tốc, Cuối cùng cao thủ cấp bậc minh văn cảnh đã bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn, gia tộc ẩn thế cũng có không ít. Hiện tại thủ hạ của thất hoàng tử cũng xuất hiện loại tồn tại này. Tiểu tử, người thực sự không nên là đi cùng điện hạ nhà ta. Điện hạ là người sẽ làm ra một phen sự nghiệp to lớn a. Tráng Hán đấm một quyền tới, oanh! Mặc dù người này là nhất văn, thế nhưng lực lượng lại rất là khủng bố. Hơn nữa trên nắm tay còn quấn quanh năng lượng màu đen, có hiệu quả phá hoại cường đại. Lăng Hàn sướng sờ, cảm giác dường như câu nói này của tráng hán hắn đã nghe qua ở nơi nào đó rồi vậy. Bởi vậy, hắn cũng không có xuất thủ, mà là nghiêng người nhường lối, tránh khỏi một quyền này. Đi chết đi, tráng hán lại đánh tới một quyền. Linh quang trong đầu Lăng Hàn lóe lên, cuối cùng hắn đã nghĩ ra. Trình hổ, khi ở hổ cứ thành hắn đã từng giết một đầu yêu thú làm loạn thôn chấn, còn yêu thú kia có phần không tầm thường, am hiểu tinh thần lực, hơn nữa sau khi chết còn để lại đồ vật được xưng là huyết thần tinh. Về sau, Trình Hổ lại tìm hắn, làm cho hắn trúng kịch độc ly hồn đan, nếu một một năm sau không có giải dược, hắn sẽ chết. Nhưng cũng không mất bao lâu Lăng Hàn đã hóa giải độc từ ly hồn đan, cũng đem giết chết Trình Hổ. Chỉ là hắn cũng không có moi ra tư liệu về đại nhân vật ở phía sau màn từ bên trong miệng của Trình Hổ, chuyện này đã trở thành một cọc án chưa giải quyết được. Ở trong miệng của Trình Hổ, vị chủ nhân của hắn đã bị hắn tôn sùng lên tận trời, cho rằng có thể khai sáng ra một phen bán nghiệp, không phải không sai biệt lắm với cách nói của tráng hán này hay sao? Hơn nữa, trước đó thất hoàng tử đã từng nói, thiếu chút nữa lăng hàn đã làm hỏng đại sự của hắn, còn giết người của hắn. Hi tê, tê, tê chẳng lẽ lão đại phía sau màn này chính là thất hoàng tử sao? Ba, lăng hàn đưa tay phải ra, bắt lấy nắm đấm do tráng hán đánh tới, dưới lực trùng kích cường đại, hắn không nhúc nhích một chút nào. Hắn nhìn về phía thất hoàng tử, nói, hóa ra, yêu thú bên ngoài hổ cứ thành, am hiểu tinh thần lực là ngươi nuôi dưỡng. Cũng là ngươi, vì che giấu điểm này mà phát động thú triều, muốn đổ diệt hổ cứ thành. Lời vừa nói ra, sắc mặt năm tên nam nữ lập tức đại biến. Thất hoàng tử lại tỉnh táo mà thong dong thản nhiên nói. Ngươi nói không sai, đúng là do cô vương làm. Chết, tráng hán lại vung một quyền. Lăng hàn rỗi một cái tay khác ra, cũng bắt lấy quyền trái của tráng hán, hắn gật gật đầu nói. Khó trách tinh thần lực của ngươi lại cường đại như vậy, hẳn không thoát được quan hệ với những yêu thú tinh thần hệ kia a Ha 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 ha, thất hoàng tử cười to. Không sai, tinh thần lực của cô vương chính là dựa vào những yêu thú kia rồi học cấp tốc. Người điên thật rồi, lăng hàn trách mắng, chỉ là một chút ngu dân mà thôi, có thể làm chút cống hiến vì kế hoạch, mưu lực bá nghiệp vĩ đại của cô vương cũng coi như là tác thành cho giá trị nhân sinh của bọn hắn a à. Thất hoàng tử từ tốn nói. Cũng là người khiến cho cô vương hạ quyết tâm muốn đổ thành, từ đó thu tập được đủ huyết thần tinh, đẩy niệm lực của cô vương tới đại thành. Cho nên, người cũng không thoát khỏi được quan hệ. Lang Hàn cười lạnh, vì thỏa mãn tư dục của chính mình mà có thể hy sinh người trong thiên hạ, làm sao lại còn tìm dê thế tội cơ chứ? Hắn biết rõ bản chất của thất hoàng tử là kẻ kiêu hùng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại dám phát rồ như thế. Vì hủy diệt chứng cứ, thế mà lại phát động thú triều đồ thành, cũng lợi dụng cơ hội lần này để tạo ra càng nhiều huyết thần tinh hơn nữa. Vì sao mà thất hoàng tử có thể phát động ra thú triều? rất đơn giản yêu thú tinh thần hệ có thể khống chế những yêu thú khác chỉ cần số lượng càng nhiều tự nhiên sẽ tạo thành thú chiều. hắn hét lớn một tiếng phanh đã ném tráng hán kia bay ra ngoài nặng nề đụng phải trên thành cung tráng hán kia phun ra máu tươi tung tóe một kích này quả thực là không nhẹ khiến cho hắn bị thương rất nghiêm trọng lăng hàn a à lăng hàn nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời đầu nhập vào dưới trứng cô vương thì thật là tốt biết bao thất hoàng tử lạnh lùng nói hắn cũng không nhìn một chút nào về phía đối với tráng hắn kia, hắn nói. Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút, người như ngươi không cam lòng ở dưới người khác, thiên phú võ đạo lại đáng sợ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản. Cô vương sai là sai ở chỗ không nên có kỳ vọng gì đối với ngươi. Siêu, một đạo thân ảnh chấp động, giết về phía lăng hàn. chương 3856, chân tướng hậu trường. Đó là nữ tử duy nhất bên trong tổ tùy tùng sáu người, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, xinh đẹp kiều diễm. Nàng yêu kiều hừ một tiếng rồi đâm tới một kiếm, sau đó lắc một cái, phanh, thanh kiếm này giống như dù che mưa mở ra, biến thành mấy chục thanh kiếm phóng về phía Lăng Hàn. Nhị văn, Lăng Hàn đã nhìn thấy rõ ràng, trên tim, lá gan của nữ tử này cũng có đường vân, hiển nhiên đã tu luyện đến bậc thang thứ hai của Minh Văn Cảnh. Hắn thét dài một tiếng, bên trong một quyền đấm ra có quấn lên năng lượng màu vàng óng, đồng thời cũng bạo phát ra lực lượng mạnh nhất của chính mình trồng 50 tầng lực, đập về phía nữ tử kia. Phanh, cây dù kiếm kia đứng mũi chịu sao, lập tức bị vỡ nát, sau đó lực quyền không tiêu, vẫn hướng về nữ tử kia mà oanh kích. Lúc này thấy nữ tử kia bay lên, tạo thành một đường vòng cung, nặng nề ngã dầm xuống trên mặt đất. Nữ tử kia giấy dụa bò lên, nhưng mà vừa mới đứng lên thì đã đặt mông ngồi xuống, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, giống như có máu muốn chảy ra vậy. Sắc mặt thất hoàng tử âm trầm như nước, hai tên thủ hạ minh văn cảnh đều không phải là địch của lăng hàn chuyện này khiến cho hắn rất là mất mặt chỉ là hiện tại mặc dù hoàn cảnh thiên địa đang nhanh chóng khôi phục thế nhưng dù sao thời gian vẫn còn thiếu hắn còn chưa có đầy đủ tài nguyên để tạo ra được tồn tại khai khiếu cảnh ngoại trừ chính hắn chẳng lẽ hắn phải tự thân lên trận như vậy hắn nuôi nhiều thủ hạ như vậy làm gì chứ ở một bên làm khán giả ủng hộ vỗ tay cho hắn hay sao thế nhưng nếu như hắn không lên thì sao có thể giết chết lăng hàn cơ chứ hơn nữa, nơi này còn có nhiều bảo quả như vậy. Điện hạ, để ta đến. Một lão giả đi ra, toàn bộ mái tóc của hắn đã hóa thành màu trắng, thế nhưng khuôn mặt lại đỏ chót. Được, vậy làm phiền cách lão xuất thủ rồi. Thất hoàng tử gật gật đầu, rất là tôn trọng đối với lão đầu này. Lão giả này gọi là lỗ cách, đã hơn 200 tuổi. Vào lần thứ nhất thiên địa kịch biến, lỗ cách chính là một tên quyền sư, có vài phần tạo nghệ, người hơn 100 tuổi vẫn còn có thể lấy một địch hai, đánh bại hai tên đô con trẻ tuổi. Sau thiên địa kịch biến, hắn nghênh đón lần xuân thứ hai, dựa vào bảo quả mà thành công đứng ở tuyến đầu võ đạo, bởi vì quyền pháp tinh xảo, lấy yếu thắng mạnh cũng là chuyện không đáng kể với hắn. Thất hoàng tử cũng phải bỏ ra một chút bù bắp mới thu người này vào làm bộ hạ, bình thường cũng rất là tôn trọng, xưng là cách lão. Mấy năm trước, cuối cùng lỗ cách đã bước vào minh văn cảnh, đồng thời dưới sự toàn lực ủng hộ của thất hoàng tử cũng đã xông lên ngũ văn đỉnh phong, dùng tạo nghệ bên trên quyền pháp của hắn đủ để quét ngang minh văn cảnh. Lỗ cách xuất mã hẳn là có thể, chỉ là đánh nhau cùng cấp, dùng quyền pháp của hắn, có lẽ cũng sẽ không bị thua quá nhanh. Như vậy, chỉ cần bước lăng hàn ra khỏi tuyệt đối công bằng, như vậy hắn sẽ ra tay. Khi đó có thể dễ dàng giải quyết được gia hỏa không nghe lời này. Lỗ cách cười ngạo nghễ, từng bước một đi tới chỗ của lăng hàn, giống như một đầu hùng sư, rõ ràng đã già, thế nhưng bây giờ trong cơ thể lại tản ra huyết khí kinh người, giống như là lang yên phóng lên tận trời. Trang bước, lang hàn hừ lạnh một tiếng, bất quá, giả trang ở trước mặt hắn sẽ phải trả giá thật lớn. Trong tay hắn đã cầm thiên văn ngọc, đang rót tinh thần lực vào trong đó, chỉ cần 10 giây ngắn ngủi là có thể kích phát ra. Lỗ cách cố ý không đi nhanh, mà chậm rãi đi về phía lăng hàn, mỗi một lần bước chân hạ xuống đều phát ra thanh âm nặng nề, giống như đập vào ngực vậy, tạo thành áp lực rất lớn hắn rất thích như vậy, ừ tâm linh đến nhục thể, phá hủy đối thủ một các toàn diện. 8 giây, 9 giây, 10 giây, đi, lăng hàn mỉm cười, tay phải dương lên, xoát, thiên văn ngọc đã được ném ra, dưới niệm lực thúc dục trong nháy mắt đã theo dùng vận tốc gấp 6 lần âm thanh tăng vọt, gấp 7, 8 lần, 9 lần. Nhanh như thiểm điện, lỗ cách lập tức kinh hãi gần chết, từ trong tay một võ giả cực cốt cảnh mà lại có thể đánh ra công kích gấp 9 lần vận tốc âm thanh hay sao? Như vậy bảo hắn trốn làm sao đây? nếu như hắn sớm biết lăng hàn còn có chiêu này như vậy hắn sẽ nhìn chằm chằm vào tay lăng hàn chỉ cần khẽ động thì hắn sẽ lập tức chạy trốn quá trình bắn thiên văn ngọc ra cũng đủ để cho hắn trốn tránh rồi thế nhưng ném ra thiên văn ngọc hai người lại chỉ vẻn vẹn cách xa nhau có năm trượng bảo hắn còn trốn thế nào đây chứ hắn miễn cưỡng đánh ra một quyền đón lấy thiên văn ngọc không thể không nói lão quyền sư như hắn quả thực bất phàm trực giác dựa vào đều rất chuẩn hơn nữa ở trước mặt áp lực sinh tử hắn cũng đã bạo phát ra tiềm lực rất lớn. Một quyền kịp thời đánh ra này lại còn vừa vặn đón nhận được Thiên Văn Ngọc. Trên mặt lão đầu lập tức có vẻ mừng rỡ, khi hắn còn trẻ đã được xưng là Thiết Quyền. Khi chân chính đi đến đường võ đạo, hắn cũng bỏ tinh lực rất lớn vào bên trên luyện thể, cũng đã tập được một tấm linh đồ, có thể câu thông năng lượng tầng thứ cao cơn, khiến cho lực quyền không gì không phá. Vận tốc gấp 9 lần âm thanh thì như thế nào chứ, ở dưới Thiết Quyền của hắn chỉ có nát bấy mà thôi. Phanh, Thiên Văn Ngọc đập tới quyền của hắn, sau khi Thiên Văn Ngọc trúng đích, không có sau đó nữa. Ba, nắm đấm của Lỗ Cách vỡ vụn, sau đó cánh tay vỡ vụn, nguyên cả cánh tay cũng vỡ vụn. Xu thế của Thiên Văn Ngọc không thể cản, lại nện vào trên cổ Lỗ Cách, lập tức, đầu của hắn đã hóa thành một bãi mưa máu. Đánh ra công kích gấp 9 lần vận tốc âm thanh, lực phá hoại này kinh khủng đến mức không có cách nào hình dung được. Phanh, Lỗ Cách ngã xuống đất, đã biến thành thi thể không đầu mà làn da lên thân cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, đây biểu tượng của việc bị lực lượng kinh khủng mạnh mẽ đập vỡ vụn, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. tất cả mọi người đều chố mắt, hoàn toàn mất đi phản ứng. một kích này, miểu sát ngũ văn, khái niệm gì đây chứ? dùng uy lực như vậy, chỉ sợ nếu khai khiếu cảnh chính diện trọi cứng thì khả năng bị đánh chết cũng vô cùng cao a. À. con người của thất hoàng tử nhanh chóng co lại, cơ hồ đã hóa thành một điểm nhỏ, hắn trầm giọng nói: pháp khí tinh thần lực. Thật đúng là thất hoàng tử, nhãn lực rất tốt, lang hàn gật gật đầu, nói, không sai, chương 3857, tinh thần lực quyết đấu. Trong khi nói chuyện, lục hoa đã hấp tấp khiêng thiên văn thạch trở về. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm vào ngọc thạch một hồi, nói, đây là thiên văn ngọc A, lang hàn lại gật đầu một cái. Rất tốt, dùng trình độ niệm lực mạnh mẽ của cô vương, lại phối hợp với pháp khí tinh thần lực này, cho dù là tầm bí cảnh cũng không phải là không thể đánh chết được thất hoàng tử gật gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ tham lam. Pháp khí cấp nhị tinh A, à, chính hắn cũng không thể không động tâm được. Lăng Hàn cười cười, nói, suy nghĩ của ngươi rất tốt A, à? ngươi thật sự cho rằng có tuyệt đối công bằng, cô vương sẽ không làm gì được ngươi sao. Thất hoàng tử tự tin nói, Lăng Hàn không dám khinh thường, bởi vì thất hoàng tử cũng am hiểu tinh thần lực, hơn nữa vô cùng khả năng còn mạnh hơn hắn. Dù sao người ta đã hy sinh một thành, mạnh mẽ đẩy niệm lực của chính mình lên đại thành. Đương nhiên, đại thành mà hắn nói tới nhất định sẽ là tiên đồ. Đi, ngón tay của thất hoàng tử nhẹ nhàng dương lên, xoát, một đạo hàn quang xẹt qua, đã thấy một thanh lợi kiếm sáng loáng nhanh chóng bắn về phía Lăng Hàn, trên mũi kiếm còn quấn quanh năng lượng màu vàng óng. Gấp 7 lần vận tốc âm thanh, trong lòng Lăng Hàn run lên, một kích này của thất hoàng tử nhìn như còn chưa có đạt tới tốc độ hắn ném ra Thiên Văn Ngọc. Thế nhưng, đối phương cũng không có sử dụng bí lực và lực lượng nhục thân, đây là thuần túy dùng niệm lực để hành động a. À. Nếu như hắn thuần túy vận dụng niệm lực để sai khiến binh khí, như vậy hẳn chỉ có tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh niệm lực và lực lượng trồng chất lên nhau. Như vậy tốc độ cũng không phải tính toán như là một cộng một vậy, mà sẽ kém hơn rất nhiều. Cho dù là như thế, nếu như trước đó thất hoàng tử ném kiếm ra, sau lại dùng niệm lực để thúc đẩy, như vậy có thể đạt tới tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh cơ chứ? Phá gấp 10 là nhỏ nhất, nếu như phi kiếm dùng vận tốc gấp 10 âm thanh đánh tới, hắn làm sao có thể trốn được cơ chứ? Thân thể Lăng Hàn khẽ động, trốn thoát khỏi một kiếm này, trong lòng thì lắc đầu, vận tốc gấp 10 lần âm thanh. Như vậy dùng khoảng cách 11 trượng của hai người hiện tại, hắn tuyệt không có khả năng tránh được. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù thất hoàng tử không có Thiên Văn Ngọc, thế nhưng phi kiếm dùng vận tốc gấp 10 lần âm thanh đánh tới, lực phá hoại cũng vô cùng kinh khủng. Đòn sát thủ của mình lại là sở trường của người ta hay sao? Trong lòng Lăng Hàn tìm kiếm đối sách, trong nháy mắt hắn đã có ý nghĩ bước đầu. Đã Hắn đã có thể dùng niệm lực để tiến hành tăng tốc, vì sao lại không thể giảm tốc cơ chứ? Thất hoàng tử cười lạnh, vung tay lên, lại là một đạo phi kiếm đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không có trốn, mà ngay khi phi kiếm tới gần khu vực Nam trượng thì hắn đã dùng niệm lực quấn quanh lên trên, tiến hành giảm tốc. Phi kiếm nặng chừng 6 cân, thế nhưng lại ra chỉ vận tốc gấp 7 lần âm thanh, lực trùng kích hình thành cực kỳ kinh người. Cũng may tinh thần lực vô hình sẽ không bị lợi khí gây thương tích, nếu không, tùy tiện quấn lên như vậy nhất định sẽ bị trọng thương. Nhưng mà, dưới tinh thần lực không ngừng gây trở ngại, cuối cùng tốc độ của phi kiếm cũng đã chậm lại. Khi tới trước người Lăng Hàn chỉ còn lại tốc độ gấp 3 lần âm thanh mà thôi. Hắn lại đưa tay khẽ ngắt, bắt lấy phi kiếm, trả lại cho ngươi, Lăng Hàn ném phi kiếm ra ngoài, lại dùng tinh thần lực gia tốc, siêu một cái đã đạt đến vận tốc gấp 8 lần âm thanh. Thất hoàng tử vung một quyền ra hư không, ba, phi kiếm lập tức không có căn cứ từ trên bầu trời rơi xuống xuống phía dưới đây cũng không phải là một quyền kia có uy lực như vậy, mà hắn cũng dùng niệm lực để giảm bớt tốc độ của phi kiếm. Sau đó lại phối hợp với lực lượng khai khiếu cảnh, chấn cho phi kiếm rơi xuống phía dưới. Không có tuyệt đối công bằng, người sao có thể là đối thủ của cô vương chứ? Thất hoàng tử ngạo nghễ nói, lần này, hắn giơ tay ném một cái, siêu, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thân kiếm như rực lửa. Cũng không phải là quấn quanh năng lượng có tầng thứ cao, mà là tốc độ của phi kiếm đột phá gấp 10 lần vận tốc âm thanh, sinh ra ma sát kịch liệt với không khí, mạnh mẽ đấu cho thân thanh kiếm này đỏ lên. 11 lần, thậm chí là gấp 12 lần vận tốc âm thanh, hoàn toàn không có khả năng tránh được. Lăng Hàn chỉ có thể dùng tinh thần lực hóa nặng nề, không ngừng tiến hành chặn đường, cuối cùng tốc độ phi kiếm đã hạ xuống gấp 7 lần vận tốc âm thanh, thế nhưng vẫn nhanh đến mức kinh người. Nhưng Lăng Hàn đã vùng nắm tay ra, quấn quanh thạch năng lượng, ra chỉ phòng ngự. Phanh, nắm đấm nện ở trên thân kiếm, phi kiếm lập tức bị chấn bay ra, đây cũng không phải là thiên văn ngọc, vẻn vẹn chỉ nặng có 6 cân mà thôi. Nếu không dùng tốc độ gấp 7 lần vận tốc âm thanh để đánh đến, bảo đảm xương cốt của Lăng Hàn cũng sẽ vỡ nát, cho dù là quấn quanh thạch năng lượng thì cũng vô dụng. Dù là như thế thì bên trên nắm đấm của hắn cũng có máu tươi chảy xuống, bên trên phi kiếm này thất hoàng tử đã quấn quanh năng lượng có tầng thứ cao, cho nên đã làm tăng lên rất nhiều lực phá hoại. Lăng Hàn đưa tay nhìn xuống, cũng còn may, xương cốt không có vỡ. Ừm, thất hoàng tử hơi kinh ngạc, Hắn không nghĩ tới một kích này sẽ bị Lăng Hàn hóa giải được dễ dàng như thế, hắn nói: "Cô Vương dùng huyết thần tinh mới đẩy được tinh thần lực tới đại thành, không ngờ ngươi chỉ yếu hơn một bậc so với cô Vương, ngươi tu luyện như thế nào đây?" "Đây đương nhiên là bởi vì Lăng Hàn có dưỡng nguyên hồ lô, mỗi lúc trời tối hắn đi vào ngủ một giấc, niệm lực sẽ không ngừng tăng lên." "Đương nhiên, bình thường Lăng Hàn cũng không có chú trọng rèn luyện, bất kể là luyện đan, bày trận, kỳ thật đều là đường tắt để huấn luyện niệm lực." Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Cho nên, người hy sinh nhiều người vô tội như vậy thì như thế nào chứ? Chỉ là để cho trên lưng mình đeo một thân tội nhiệt mà thôi. Thì tính sao chứ? Thất hoàng tử cười lạnh, vì kế hoạch, mưu lược bá nghiệp vĩ đại của cô vương, có cái gì là không thể hy sinh cơ chứ? Chỉ cần cô vương kế thừa hoàng vị, nhất định sẽ làm được càng tốt hơn so với phụ hoàng. Niềm tin của hắn rất là tràn đầy, bởi vì trong một năm chỉ ít có 10 tháng Trần Phong Viêm đang bế quan, chỉ dùng hai tháng ở trên triều chính cũng đã khiến cho huyền Bắc quốc quốc thái dân an, không ngừng phát triển. Như vậy nếu đổi lại là hắn cai trị, đương nhiên cũng sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. chương 3858 kiên kỵ lẫn nhau. Lăng Hàn lắc đầu, vốn ta tưởng rằng ngươi là kiêu hùng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bất quá chỉ là tiểu nhân vì tư lợi mà thôi. Làm càn, thất hoàng tử hư lạnh một tiếng, vung tay lên, xoát, lại là một thanh kiếm bay vụt tới. Sau một kiếm lại là một kiếm, xoát xoát xoát, một hơi hắn đánh ra 13 đạo phi kiếm. Lần này vô cùng kinh khủng, mỗi một thanh phi kiếm cũng có được tốc độ gấp 11 lần, gấp 12 lần vận tốc của âm thanh, mặc dù có tranh lệch trước sau, thế nhưng thật sự đã nhỏ đến mức độ thương cảm. Lăng Hàn mở niệm lực ra, lần nữa quấn quanh, ong ong ong, từng nhánh phi kiếm giống như tiến vào bên trong vũng lầy, tốc độ lập tức chậm lại, bị Lăng Hàn đánh bay từng cái một. Thế nhưng cũng khiến cho song quyền của Lăng Hàn biến thành máu me đầm đìa. Nhìn thấy Lăng Hàn bị thương, bảy cái anh em hồ lô đều giận dữ, mỗi người đều trở nên đằng đằng sát khí. Không nên vọng động, Lăng Hàn trầm giọng nói, cha, đây không phải là một biện pháp. Đại Hoa nói, Lăng Hàn cười một tiếng, có, hắn tiện tay chụp tới, nắm sắc chư vào trong tay. Sắc chư, ta trêu ai gẹo ai cơ chứ, tại sao lại cầm heo đại gia ta làm lá chắn đây? Mặc dù phi kiếm bắn lên không đánh chết được nó, thế nhưng cũng đau đến mức kêu hỗn đản a. À. Cha thật sự là âm hiểm, không cần mặt mũi, bất quá chúng ta thích ha. Mấy anh em hồ lô nhao nhao cười nói. Thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng, ngón tay vung lên, xoát, lại là mấy thanh phi kiếm bắn tới. Lăng hàn trước dùng niệm lực để giảm tốc phi kiếm, sau đó lại vung heo mập oanh kích. Bành bành bành, phi kiếm đâm vào trên thân heo mập khiến cho sắc chưa đâu tới mức phun ra đầu lưỡi, chập trờn trong gió. Tất cả sáu thanh kiếm, toàn bộ đều bị cản lại. Thất hoàng tử như phát mộng đây là tình huống như thế nào chứ? Một con heo mà lại đỡ được công kích của hắn, sao lại có thể như thế này cơ chứ? Mặc dù trước đó hắn biểu hiện ra cầu hiền như khát đối với Lăng Hàn. Thế nhưng trên thực tế đối với Lăng Hàn hắn hắn lại không có một chút tôn trọng nào. Chỉ coi như là thảo dân huyết thống thấp kém, chỉ là trùng hợp ở bên trên đan đạo, trận đạo có thiên phú xuất sắc mà HTOI. Nhưng còn bây giờ thì sao, không ngờ tinh thần lực của Lăng Hàn lại chỉ hơi kém hơn so với hắn mà thôi phải biết rằng tinh thần lực của hắn là hy sinh vô số nhân mạng mới tạo ra được a à? dù nghĩ như thế nào cũng phải là lăng trần tuyệt thế chứ hơn nữa tu vi của lăng hàn so với hắn yếu hơn bao nhiêu cơ chứ nếu như lăng hàn cũng đạt tới khai khiếu cảnh như vậy niệm lực của hắn ta sẽ còn yếu hơn so với mình nữa hay sao một lăng hàn còn chưa hiện tại lại chạy ra một con heo mập lại có thể mạnh mẽ ngăn lại công kích toàn lực của hắn chuyện này bảo hắn tiếp nhận như thế nào đây lăng hàn cũng đang phản kích không ngừng thao túng phi kiếm ném đi về phía thất hoàng tử, lại dùng niệm lực thúc giục, phi kiếm ở dưới tốc độ gấp 8 lần vận tốc âm thanh vẫn có được lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ, khiến cho thất hoàng tử không thể không đề phòng. Chỉ là, từ đầu tới cuối thất hoàng tử đều đứng ở cách đó ngoài 10 trượt, không cho lăng hàn cơ hội phát động tuyệt đối công bằng. Hiển nhiên hắn đã tra ra được tư liệu cụ thể của trận pháp này, không thì không có khả năng hắn có thể khống chế được khoảng cách một cách vi diệu như thế. Hai người ở cách xa đối đầu với nhau, thế nhưng sau khi lăng hàn có được đầu sắc chư này làm lá chắn lực phòng ngự đã tăng lên chỉ cần phi kiếm của thất hoàng tử không vượt ra khỏi cực hạn mà lăng hàn nắm giữ như vậy sẽ không có cách nào chân chính uy hiếp được lăng hàn thất hoàng tử cực kỳ phiền muộn hắn đã thúc giục niệm lực tới trạng thái vô cùng đáng sợ theo lý mà nói cho dù là khai khiếu cảnh cũng chỉ có kết cục bị hắn diệt sát mà thôi lúc trước giao đấu với hồng thiên bộ hắn cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng bây giờ thì ngược lại toàn lực ứng phó cũng không thể làm gì được một cực cốt cảnh. Chẳng lẽ Lăng Hàn so với Hồng Thiên Bộ còn nghiêu bức hơn hay sao? Không không không, không phải là Lăng Hàn càng nghiêu bức hơn, mà là vận khí của gia hỏa này thật sự là quá tốt, chẳng những cũng khai phát ra diệu dụng của niệm lực. Mà thậm chí còn có được một con heo mập có lực phòng ngự vô cùng tốt. Phải biết rằng, cho dù có chút thiên tài nghiêu bức tu ra niệm lực, như vậy cũng chỉ dùng để câu thông với năng lượng tầng thứ cao mà thôi, mà không có cách nào diễn hóa ra động vật thật. Hắn vốn cho rằng thiên phú của mình chắc tuyệt, cho dù là đại hoàng tử có tiên thiên thần thể thì hắn cũng không có quá mức đặt ở trong lòng. Ai biết ở trước mặt lang hàn này, niềm kiêu ngạo của hắn lại đụng phải một tấm sắt, mặt mũi xám xịt. Thất hoàng tử ngừng công kích, công kích từ xa này nếu tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lang hàn cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn đang tìm kiếm cơ hội, chỉ cần có thể khiến cho khoảng cách của song phương giảm xuống tới 10 trường, như vậy hắn có nắm chắc một quyền đánh chết thất hoàng tử. Chiến lực nhục thân của đối phương kỳ thật không mạnh mẽ một chút nào, chỉ là hắn còn chưa có thử nghiệm qua. Cho nên không biết tuyệt đối công bằng có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực hay không, nếu là không. Như vậy cho dù ở dưới tuyệt đối công bằng thì chiến lực của thất hoàng tử cũng sẽ không suy yếu đi được bao nhiêu. Nhưng hiển nhiên, thất hoàng tử cũng không có nắm chắc, cho nên, hắn không dám tiến vào trong vòng 10 trường. Hơn nữa, hắn cũng kiêng kỵ thiên văn ngọc, dù là dùng niệm lực của hắn, nếu như đối đầu với đả kích nặng vạn cân, khi đó hắn có thể làm tốc độ yếu bớt bao nhiêu cơ chứ? Từ 9 lần đến 8 lần, như vậy thì được gì chứ, còn không phải vẫn bị một chiêu miểu sát hay sao? Hai người cứ rằng coi như vậy, ai cũng không tiếp tục xuất thủ mà chỉ kiêng kỵ lẫn nhau. Lang Hàn vừa chuyển động ý nghĩ vừa cười nói, Điện hạ đã thích nơi này như thế, tại hạ sẽ tặng nơi này cho Điện hạ. Hắn mang theo bảy đứa trẻ chậm rãi đi ra bên ngoài điện. Không gian nơi này cũng đủ lớn, bằng không nhất định thất hoàng tử sẽ rời khỏi cung điện không sẽ bị rút ngắn phạm vi 10 trường. Khi đó Lăng Hàn sẽ có thể phát động tuyệt đối công bằng, hắn cũng không cho rằng đánh nhau cùng cấp thì mình là đối thủ của Lăng Hàn. chương 3859, cầu gãy 1. Hắn vốn cho rằng Lăng Hàn đang đùa dẫn âm mưu gì đó, thế nhưng Lăng Hàn lại thực sự thối lui đến cửa chính, hoàn toàn nhường đường ra. Ánh mắt thất hoàng tử xoay động, nói, tiêu bình, người đi lên bậc thang, nhớ kỹ, cẩn thận, đi từ từ. Vâng, điện hạ, một người nam tử trung niên lập tức đi ra, đi về phía bậc thang. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi thở dài, không âm được tên hoàng tử này a. À. Bất quá, chiêu này cũng quá đơn giản, nếu như thất hoàng tử biết mà vẫn mắc lừa, như vậy hắn cũng uổng công với danh xưng kiêu hùng. Ba, Tiêu Bình vừa mới đi đến bậc thang thì bỗng nhiên lập tức quỳ xuống, ầm ầm, nặng đến độ khiến cho cung điện giống như chấn động một cái. Tiếng xương cốt vỡ nát truyền đến, sau đó đã vang lên tiếng kêu thảm giống như là mổ heo của Tiêu Bình đầu gối của hắn bị mạnh mẽ đụng nát có thể không kêu thảm được sao sắc mặt thất hoàng tử lập tức trở nên âm trầm nhìn về phía lăng hàn đã rời đi tiểu tử này muốn âm mình lăng hàn giang rộng hai tay ra tiêu bình này cũng quá yếu a à, ngay cả áp lực từ bậc thang thứ nhất cũng không thể gánh chịu được điện hạ tạm biệt ngày sau gặp lại hắn phất phất tay mang theo bảy đứa trẻ nghinh ngang rời đi điện hạ ta đi giết hắn ta đi mấy tên thủ hạ còn lại tranh nhau bày tỏ thái độ lại bị thất hoàng tử lạnh lùng coi thường. Một đám phế vật, vừa rồi các ngươi làm gì chứ? Trong lòng của hắn tràn ngập sự xem thường, làm sao thủ hạ của mình lại không người có thể sử dụng cơ chứ? Ngay cả một cực cốt cảnh nho nhỏ cũng không thu thập được. Thế nhưng hắn lại không nghĩ, Lăng Hàn sao lại là cực cốt cảnh phổ thông A? À? Mà chính hắn cũng chỉ là khai khiếu cảnh mà thôi. Dù là có được danh hiệu thất hoàng tử, thế nhưng cũng không có khả năng khiến cho cường giả khai khiếu cảnh giống như hắn thần phục. Không nói đâu xa, ngay cả tứ đại soái từ đầu đến cuối cũng không có tỏ thái độ chống đỡ cho vị hoàng tử nào cả sao một cực cốt cảnh lại khó giết như vậy cơ chứ thất hoàng tử nghĩ một lát lại đưa mắt nhìn lên trên tế đàn phía trên kia có rất nhiều bảo quả có một chút thậm chí là đồ bên trên tiên đồ nếu như có được một quả nhất định cấp độ sinh mệnh của hắn sẽ xuất hiện tăng trưởng kinh người đến lúc đó đừng nói là lăng hàn thậm chí còn có thể khiến cho trần phong viêm thoái vị tim của hắn đập thình thịch vội vàng sai người đi phá giải trận pháp lúc hắn rời đi cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ còn mang theo một tên trận sư cao cấp người này chính là do hắn tự mình bồi dưỡng được phải bỏ ra một cái giá cực lớn nhưng mà mặc cho tên trận sư cao cấp kia nghiên cứu như thế nào hành động như thế nào thế nhưng căn bản vẫn không làm gì được trận pháp này tế phẩm bên trên tiên đồ này nhất định trận pháp kia cũng là cấp bậc này đạo bậc thang thứ nhất đã khiến cho võ giả minh văn cảnh quỳ gãy chân làm sao có thể là thứ để cho trận sư cao cấp phá giải cơ chứ? Lúc này thất hoàng tử mới biết, vì sao mà Lăng Hàn lại đi quả quyết như vậy? Thời gian, không giờ, không bảy, Lăng Hàn đi ra khỏi cung điện, cũng không có đi dạo tới địa phương khác, dù sao cũng đã tìm được sữa cho trẻ, mà nhị hoa đã vận dụng nhãn thuật, như vậy nhất định sẽ không tìm thấy được thứ tốt gì. Kỳ thật, thu hoạch của hắn cũng không nhỏ, một quả địa linh quả, đây chính là thứ mà cổ nhân lấy ra dùng để tế tự, giá trị tuyệt đối không ít. Còn có hai thanh pháp khí, còn có Thiên Văn Ngọc, lấy ra cái nào cũng có thể nghiền ép được thời đại võ đạo trước mắt này. Nếu như lại không biết đủ, như vậy sẽ bị trời giáng ngũ lôi đánh chết a. Cho nên điều khiến cho Lăng Hàn còn chưa có cảm giác đủ rồi là bởi vì lần này tu vi của hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu. Cho nên mới khiến cho hắn cảm khái, không giống trước kia, tiến vào một di tích cổ luôn có thể khiến cho cảnh giới xuất hiện một chút biến hóa. Theo thời gian trôi qua, người tiến vào nơi này trở nên càng nhiều dù là rất nhiều người tìm không được bảo vật, thế nhưng vẫn ở chỗ này ngựa nhớ chuồng không đi. Bởi vì nếu như tu luyện ở chỗ này chính là chuyện làm ít ăn nhiều. Lăng Hàn lại hấp thu tử khí ở nơi này, tuy rằng số lượng y rất ít, thế nhưng chất lượng lại cực cao. Hắn hỏi anh em hồ lô tử khí là ý tứ gì? Cha, người chưa nghe nói qua tử khí đông lai hay sao? Nhị Hoa nói, thiên địa lực cũng có phân chia, tử khí là thuộc về tồn tại năng lượng bên trên tiên đồ, cho nên mới có thể luyện hóa, bình thường chỉ tồn tại ở một ít khu vực núi lớn sông lớn đặc biệt. Phổ thân mới chỉ là cực cốt cảnh, có thể hấp thu được một tia tử khí, tự nhiên cũng có trợ giúp đối với tu vi. Tứ Hoa gật đầu nói, cho nên tiên thiên thần thể tu luyện rất nhanh, chiến lược rất mạnh, từ lúc bắt đầu ra đời đã có thể hấp thu được tử khí. Ngũ Hoa nói, hóa ra là như vậy, lang hàn giật mình, hắn không khỏi hâm mộ một phen, nếu như mình cũng có thể trở thành thần thể thì tốt rồi. Cha rõ ràng không phải là thần thể, thế nhưng lại có thể hấp thu được tử khí, cái này rất là cổ quái nha. Đại Hoa nói, ừm, um, không vào tiên môn thì sẽ vô duyên với tiên đồ, theo lý mà nói, không thể nào hấp thụ được tử khí A. Thất Hoa tán đồng ý này, thế nhưng vừa mới nói xong, cặp mắt của nàng đã bắt đầu cảm thấy díu xuống, ba địa ngã đầu xuống rồi lập tức ngủ. Chẳng lẽ cha cũng là thần thể? Lục Hoa tò mò nói, ta đến xem, nhị Hoa phát động nhãn thuật, dò xét lăng hàn. Lăng Hàn vội vàng che bộ vị nào đó, nhãn thuật của nhị oa thế có mang hiệu quả thấu thị a à. kỳ quái nhị oa nhìn ra ngoài một hồi sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hiện lên vẻ kinh ngạc thân thể của cha nhìn không khác gì người thường thế nhưng lại có khác biệt rất lớn nói nhanh lên đại oa trừng mắt nói nhị oa nghiêng cái đầu nhỏ giống như đang suy nghĩ nên sắp xếp từ ngữ như thế nào một lát sau mới nói cái gì cha cũng rất bình thường nhưng đến cấp bậc tế bảo này ta lại không nhìn thấu ồ năm đứa trẻ khác cùng kinh hô, chỉ có thất hoa nằm ngáy o o. Tình huống như thế nào? Không phải lão nhị người được xưng là có thể nhìn xuyên thủng tất cả hay sao? Sao tới cấp bậc tế bảo lại không có cách nào nhìn thấu được chứ?